chương 561, Tu Vi bị phong ấn. Nhưng mà, trừng phù hộ phàm lại là kẻ lắc đầu nói, diệp gia tài sản. Quyền lợi. Nữ nhân. Xin lỗi, ngươi nói, ta đã sớm có. Ngươi cho rằng ta trừng phù hộ phàm chỉ là một kẻ thông thường tu sĩ võ đạo, nhưng ngươi lại làm sao biết, ta chính là Long Quốc đệ nhất thế lực, thiên cơ các đương đại các chủ. Luận tài phú, luận quyền lợi, ngươi diệp gia tính là gì? Trừng phù hộ phàm âm thanh cực kỳ bình thản nhưng nói ra ngữ, lại là để cho diệp lão gia tử cả kinh trừng trong mắt. Quanh, thiên cơ các trẻ tuổi võ đạo tông sư khi những tin tức này toàn bộ sâu chuỗi tiếp đi ra sau dịp lão gia tử người trực tiếp liền choáng váng nghe đồng thiên cơ các đương đại các chủ là cái bất quá 20 tuổi võ đạo tông sư thiên chi kiêu tử ta ta làm sao lại không nghĩ tới đem ngươi cùng thiên cơ các liên hệ với nhau đâu khó trách khó trách khi triệt để tiêu hóa cái này một lệnh hắn rung động tin tức sau dịp lão gia tử lập tức như cha mẹ chết một mặt tuyệt vọng hắn dịp gia tại trước mặt thiên cơ các đó chính là một con kiến nhân gia tiện tay liền có thể bóc chết tồn tại nhưng hắn còn có thể cười tính toán lấy tài sản các thứ cùng rừng phù hộ phàm làm giao dịch bảo toàn một cái mạng đơn giản nực cười ta đã sớm hẳn là nghĩ tới đã sớm hẳn là nghĩ tới a diệp lão gia tử thì thào thất thanh lúc này rừng phù hộ phàm đã chuẩn bị một kiếm đem hắn giải quyết đi nhưng lại tại rừng phù hộ phàm chuẩn bị xuống sát thủ lúc hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cổ khí tức cường đại đang hướng bên này cấp tốc tiếp cận là hắn lốt điên khí tức quen thuộc kia trong nháy mắt để cho rừng phù hộ phàm đoán được thân phận của đối phương. Nghĩ đến người kia nếu là chạy tới, chỉ sợ lại muốn ngăn cản chính mình. Lập tức, rừng phù hộ phàm liền huy kiếm, chuẩn bị trước một bước đem dịp lão gia tử xử lý. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Thả hổ về rừng, ngày nào đó, sẽ làm tiếp nhận hắn thê thảm kết quả. Rừng phù hộ phàm tất nhiên không sợ, nhưng người đứng bên cạnh hắn đâu. Chết! Rừng phù hộ phàm lần nữa giơ lên trong tay huyền thiết nguyễn kiếm. Rừng phù hộ phàm, ta và ngươi liều mạng. Diệp lão gia tự cảm ứng được Trừng Phù hộ phàm thân bên trên tán phát đi ra ngoài sát khí, lúc này giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên thôi động lực lượng toàn thân, hung hăng đánh ra một quyền. Quanh! Một tiếng vang trầm, tựa như trong phòng nghị sự có sấm rền vang dội đồng dạng. Sau một khắc, một đạo to bằng vải nước quyền ảnh liền hướng Trừng Phù hộ phàm anh sát mà đi. Trừng Phù hộ phàm trong tay huyền thiết nhuyễn kiếm rơi xuống, chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang lóe lên liền biến mất. Bá. Giống như cắt mở bò đồng dạng, cái kia to bằng vải nước quyền ảnh trong nháy mắt liền kiếm quang một phân thành hai theo rừng phù hộ phàm vai trái cùng vai phải xẹt qua. Mà tại nhìn dịp lão gia tử, hắn thân ảnh dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích. Rừng phù hộ phàm thu kiếm vào vỏ, quay người liền đi. Vừa đi ra hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng trầm âm thanh, dịp lão gia tử ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. A Di Đà Phật. Rừng phù hộ phàm vừa đi ra dịp gia hào trạch đại môn. Một thanh âm liền xuất hiện ở hắn trong tai. Ngay sau đó, một bộ tăng bào trí hiện đại sư liền xuất hiện ở rừng phù hộ phàm trong tầm mắt. Lão hòa thượng, ngươi làm sao lại âm hồn bất tán đâu nhìn thấy trí hiền đại sư trừng phù hộ phàm long mày lập tức nhíu lại hắn vừa mới liền cảm ứng được trí hiền đại sư khí tức hơn nữa còn cảm ứng được trí hiền đại sư đang nhanh chóng hướng hắn chỗ diệp gia hào trạch chạy đến vốn cho là mình tay chân lanh lẹ một chút cấp tốc giải quyết đi diệp lão gia tử lại rời đi liền có thể tránh đi trí hiền đại sư không có nghĩ rằng gia hỏa này vậy mà tới nhanh như vậy hắn vừa đi ra diệp gia đại môn trí hiền đại sư liền chạy tới lâm thí chủ ngươi đã là tông sư tu vi vì cái gì còn lấy mạnh hiếp bờ yếu đối với thân là người bình thường diệp gia hung ác phía dưới đồ đao trí hiền đại sư biểu lộ có chút lạnh lùng ngữ khí cũng giống như là đang chất vấn trừng phù hộ phàm đồng dạng nghe vậy trừng phù hộ phàm lại là buồn cười nói lão hòa thượng ngươi thân là người xuất gia không rõ đúng sai không biết rõ ràng đúng sai hắc bạch đã cảm thấy ta giết người chính là có lỗi đây chính là ngươi thân là người xuất gia lòng từ bi lòng dạ bồ tát là cùng không phải ta có thể thấy được ngươi giết người chính là không đúng hôm nay ta nói cái gì cũng phải đem ngươi trấn áp mang về kim cương tự trí hiền đại sư nói chuyện ngoài trong đôi mắt ẩn ẩn có kim sắc quang mang lấp lóe lão hòa thượng ngươi đây là tự tìm cái chết sao ngươi cũng đừng quên đằng sau ta cũng có thần cảnh cường giả là ta chỗ dựa đâu trừng phù hộ phàm vạn long mày đạo hiện nay hắn còn không phải trí hiền đại sư đối thủ vì không ăn trước mắt cái này thua thiệt hắn chỉ có thể khiên ra nam thúc tới hy vọng có thể mượn nhờ nam thúc tên tuổi dọa lùi trí hiền đại sư ngươi nói là nam khê đình nam thí chủ Ha ha ha, đích xác, ta tu vi không bằng nam thí chủ, nhưng nam thí chủ trước mắt không ở nơi này, cho dù ngươi bây giờ thông tri hắn, để cho hắn chạy tới, ta sớm đã đem ngươi chế phục, mang đi. Trí hiền đại sư mỉm cười, một bộ ăn chắc trừng phù hộ phàm trạng thái. Đại gia ngươi. Nghe vậy, trừng phù hộ phàm lập tức bị tức không nhẹ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này trí hiền đại sư vậy mà vô sĩ như thế. Nhìn một chút, đây là thân là người xuất gia, địa đạo cao tăng lời nên nói sao. Cái này cùng trên thị trường những tên côn đồ kia vô lại, có gì khác biệt lâm thí chủ lão nạp khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói bằng không đừng trách lão nạp ra tay độc ác đến lúc đó đã thương ngươi nhưng là không xong a di đà phật trí hiền đại sư nói xong chắp tay trước ngực khẽ đọc phật hiệu tiếng nói vừa ra phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra liên tiếp kinh văn màu vàng những thứ này kinh văn một cái trừng phù hộ phàm đều biết nhưng sâu chuỗi tiếp đi ra là cái gì ý tứ trừng phù hộ phàm lại là xem không hiểu đây là thủ đoạn gì gặp trí hiền đại sư thi triển ra hắn trước đó chưa từng thấy qua thủ đoạn trừng phù hộ phàm không khỏi có chút hiếu kỳ nhưng cũng theo đó cẩn thận, bắt đầu cẩn thận. Đây là ta kim cương tự kim cương phục ma chú. Trí hiền đại sư tay trái kích thích Phật Châu, tay phải để ngang trước ngực, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, cái kia một chuỗi kinh văn màu vàng ống bỗng nhiên hóa thành chín đầu kim sắc xiên xích, trong nháy mắt đem rừng phù hộ phàm bao vây lại, đồng thời cấp tốc thu nhỏ phạm vi. Không tốt. Gặp tình hình này, rừng phù hộ phàm lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hắn cảm ứng được cái này màu vàng kinh văn cũng không đơn giản, hắn trước tiên tính toán lấy kiếm khí đem kinh văn xiên xích chặt đứt, nhưng mà kiếm khí tại đánh tới kinh văn màu vàng ống sau đó lại là trong nháy mắt tiêu tan hóa thành hư vô cờ mờ nờ trừng phù hộ phàm nhịn không được văn tục lúc này hắn mắt sắc phát hiện chính đầu kinh văn khóa vòng vây cũng không phải là toàn bộ phong kín còn có một đạo một người rộng khe hở chỉ cần tốc độ rất nhanh cũng có thể tại kinh văn xiềng xích thu hẹp phía trước chạy thoát thời gian cấp bách trừng phù hộ phàm chưa kịp suy nghĩ sâu sắc chợt lách người liền vọt tới nhưng hắn vừa vượt qua khe hở kia cái kia chính đầu kinh văn xiềng xích trong nháy mắt lấy mắt thường đều khó mà bắt giữ tốc độ trong nháy mắt thu hẹp trực tiếp đem rừng phù hộ phàm cho cuốn lấy a di đà phật kèm theo trí hiền đại sư khẽ đọc phật hiệu âm thanh rừng phù hộ phàm trực tiếp liền bị trói gô rừng phù hộ phàm bị chính đầu kinh văn xiềng xích kéo chặt lấy hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể hướng hướng hắn đi tới trí hiền đại sư quát lớn lão hòa thượng người mẹ nó lấy lớn hiếp bờ nhỏ lấy mạnh hiếp bờ yếu ngươi còn biết xấu hổ hay không a di đà phật lão nạp là người xuất gia mặt mũi cái gì đã sớm không để trong lòng trí hiền đại sư trên mặt mang vẻ mỉm cười a à, đem không biết xấu hổ nói đến như thế đường hoàng ngươi xem như thứ nhất Trừng phù hộ phàm giận quá thành cười lâm thí chủ còn làm phiền phiền ngài đi với ta một chuyến a à. trí hiền đại sư tay trái một bên nhanh chóng kích thích phật châu tay phải hư không hướng về rừng phù hộ phàm một trảo một giây sau cái kia quấn quanh ở trên rừng phù hộ phàm thân chính đầu kinh văn xiền xích đột nhiên biến mất không thấy ngay tại rừng phù hộ phàm cho là trí hiền đại sư thu thần thông mà hắn cũng chuẩn bị nhanh chóng chuồn đi lúc, hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu, liền chạy trốn tốc độ đều chậm dọa người. Này! Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào? Trừng phù hộ phàm ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà không cảm ứng được chính mình khí hải đang điền, càng thêm không cảm ứng được chân khí trong cơ thể của mình. Trong chớp nhoáng này, chân khí trong cơ thể hắn, cảnh giới tu vi, tự hồ cũng bị phong ấn đồng dạng. Hắn lúc này, cảm giác rất biệt khuất, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng bởi vì không có chân khí, không có tu vi, mà không thể nào thi triển. Cái này liền giống như ngươi có một đài máy bay tư nhân, nhưng ngươi lại không có hàng không dầu nhiên liệu. Chương 562, lại gặp Hồng tỷ. Lâm thí chủ, đây là ta kim cương tự kim cương phục ma chú, phàm trúng cái này thuộc giả, tu vi đều sẽ bị phong ấn, biến thành người bình thường. Bây giờ ngươi đã là một cái người bình thường, muốn từ trong tay của ta đào tẩu, cơ hồ. Trí Hiền đại sư một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, chưởng khống toàn cục trạng thái. Nhưng vào ngay lúc này, biến cố xuất hiện ba chiếc màu đen xe con hướng bên này nhanh chóng lái tới tốc độ nhanh tự như tại trên đường xe đua xe một dạng ngay sau đó trong đó một chiếc xe trực tiếp vọt tới trí hiền đại sư trí hiền đại sư phản ứng cực nhanh lập tức tung người nhảy lên thật cao nhảy lên tránh đi bị đụng bay phong hiểm mà khác một chiếc xe thì đứng tại trí hiền đại sư bên tay trái cửa xe mở ra bốn cái nam tự áo đen sau khi xuống xe từ trong xe móc ra mấy cái súng máy hạng nhẹ hướng về phía trí hiền đại sư chính là cùng nhau loạn tảo còn không đợi lâm hữu phàm phản ứng lại đến cùng là chuyện gì xảy ra cuối cùng một chiếc xe lại là một cái phiêu giật, đứng tại trước mặt hắn. Còn lo lắng cái gì, mau lên xe. Cửa xe mở ra, một đạo người mặc áo khoác màu đen, đeo kính râm, bờ môi bôi lên tiên diễn màu đỏ nữ tử một cái níu lại lâm hữu phàm cổ tay, trực tiếp đem hắn kéo gần chỗ kế tài xế. Ngay sau đó, gió kia y nữ tử dẫm mạnh chân ga, gió trì điện thiểm mà thoát đi ở đây. Sau lưng trí hiện đại sư thấy thế, vội vàng chống lên kim cương tự khổ luyện bí thuật kim trung tráo, liền chuẩn bị khiên đạn bắn phá đuổi theo lâm hữu phàm. Đặc biệt nãy nãy, lão hòa thượng ngươi rất có thể khả năng a thử xem cái này. Lốt điên. Một cái nam tử áo đen thấy thế, thuận thế từ sau chuẩn bị rương móc ra một cái súng phóng tên lửa, nhắm chuẩn trí hiện đại sư chính là một pháo anh tới. Còn lại ba người cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, từ bên hông móc ra cao bạo lựu đạn, trực tiếp hướng trí hiện đại sư ném tới. Trí hiện đại sư vừa vặn quay đầu liếc nhìn, nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn trực tiếp trắng bệch. Tuy nói hắn thần cảnh cường giả, không sợ súng đạn, nhưng các ngươi đây cũng là súng phóng tên lửa, lại là cao bạo lựu đạn bỏ túi, hơi bị quá đáng đi. Cứ việc trí hiền đại sư cho là mình có thể chống được, nhưng loại chuyện này hắn dù sao cũng không có kinh nghiệm, vạn nhất gánh không được đâu. Nghĩ tới chỗ này, trí hiền đại sư nhanh chóng lăn không dẫm đạp hai bước, hướng một bên né tránh. Chờ hắn tránh đi nguy hiểm, lần nữa nhìn về phía lâm hữu phàm đào tẩu phương hướng lúc, lại sớm đã không còn lâm hữu phàm thân ảnh. Trút lui. Gặp nhiệm vụ hoàn thành, bốn tên nam tử áo đen cũng không nhiều làm dừng lại, sau khi lên xe, liền như một làn khói hướng một phương hướng khác chạy mà đi. Trí hiền đại sư lần này trực tiếp mơ hồ. Hắn nguyên bản còn muốn lấy theo dõi bốn người này, lại tìm được lâm hữu phàm tung tích kết quả bốn người này vậy mà hướng về hướng ngược lại chạy a di đà phật lần này hỏng thức ăn trí hiền đại sư khẽ đọc phật hiệu một mặt ảo não phía trước hắn có thể bằng vào lâm hữu phàm cảnh giới khí tức tới cảm ứng tìm kiếm lâm hữu phàm xác định vị trí lâm hữu phàm nhưng vừa vặn hắn phong lâm hữu phàm tu vì bực này cùng với nguyên bản lâm hữu phàm thân bên trên có tín hiệu mà hắn sẽ có thể dùng tín hiệu máy xác định vị trí tới định vị lâm hữu phàm nhưng bây giờ lâm hữu phàm lập tức không còn tín hiệu hắn cho dù là có tín hiệu máy xác định vị trí cũng khó có thể định vị đến lâm hữu phàm vị trí cụ thể nửa giờ sau gian bắc tam hoàng bên ngoài như gia khách sạn 503 hào phòng trọ lâm hữu phàm ngươi như thế nào mềm nhũng bị thương nữ tử áo đen một đường gió trì điện thiểm mà liền đem lâm hữu phàm đến nơi này nàng trở tay đóng cửa lại lập tức cởi trên tay bao tay màu đen đồng thời bỏ đi áo khoác màu đen tháo xuống kính trâm làm hết thảy để mà che giấu thân phận đồ vật đều bị bỏ đi sau một cái quen thuộc gương mặt xinh đẹp liền lộ ra ở lâm hữu phàm trước mặt hồng tỷ nhìn thấy áo khoác nữ tử hình dáng lâm hữu phàm lập tức ngây ngẩn cả người gió này y nữ tử lại là đã lâu không gặp ninh hồng nhan ngươi còn nhớ rõ ta đây ta còn tưởng rằng ngươi đã trầm mê ôm nhu hương đều quên ta người này đâu ninh hồng nhan khóe miệng nổi lên một nụ cười đã lâu không gặp nàng khí chất so trước đó tốt hơn liền làn da tự hồ cũng so trước đó càng thêm trắng như tuyết càng thêm trong trắng lộ hồng hồng tỷ ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại giang bắc lâm hữu phàm có chút kinh ngạc hỏi bí mật Ninh Hồng Nhan cười thần bí, lại là không có giảng giải. Được chưa? Gặp Ninh Hồng Nhan không muốn nói, Lâm Hữu Phàm cũng không tiện hỏi nhiều. Lâm Hữu Phàm từ trong thâm tâm nói cảm tạ, vừa mới, cảm tạ. Nếu không phải là ngươi kịp thời xuất hiện, ta làm không tốt liền bị người buộc đi. Lão Hòa Thượng kia cùng ngươi có khúc mắt sao? Nhắc đến chuyện mới vừa rồi, Ninh Hồng Nhan không khỏi có chút hiếu kỳ. Lâm Hữu Phàm thực lực, nàng là biết đến, nhưng Lão Hòa Thượng kia vậy mà có thế áp chế Lâm Hữu Phàm. Đây cũng là để cho Ninh Hồng Nhan có chút không dám tin tưởng. Dù sao, tại nàng quen thuộc người ở trong, Lâm Hữu Phàm tuyệt đối là giá trị vũ lực xếp hạng thứ nhất tồn tại. Cùng ta không có gì ăn Tết, chỉ là trước đó bị sư phụ ta khi dễ qua, hắn lại đánh không lại ta sư phó, cho nên liền khi dễ ta tên đồ đệ này. Nói đến đây, Lâm Hữu Phàm không khỏi có chút im lặng. Thời đại này, như Trí Hiền đại sư không biết xấu hổ như vậy người, hắn cũng là lần đầu tiếp xúc, mấu chốt còn là một cái người xuất gia. Đều nói người xuất gia lòng dạ từ bi, lòng dạ Bồ Tát. Nhưng cái kia Trí Hiền đại sư lại vẫn cứ là cái khác loại nhìn chồng chọc chính mình không thả, hắn đều từ kinh hoa thị đi tới Giang Bắc. Kết quả cái này trí hiện đại sư vậy mà không xa ngàn dặm tìm tới, không vì cái gì khác, liền làm tướng hắn chế phục, mang về kim cương tự nhốt lại. Vậy cái này lão hòa thượng cũng quá vô sĩ. Lấy lớn hiếp bờ nhỏ, đơn giản không biết xấu hổ đến nhà rồi. Nghe vậy, Ninh Hồng Nhan đại mi cau lại, một mặt không vui. Lâm Hữu Phàm có ân với nàng, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hữu Phàm sự tình chính là nàng sự tình. Tính toán, không đề cập tới cái kia đáng giúp nàng đau lão hòa thượng, Hồng tỷ, không có chuyện khác, ta đi về trước. Lâm Hữu Phàm đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đợi một chút, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, vừa mới ta túng ngươi lên xe thời điểm, cảm giác ngươi. Giống như. Giả dối. Ninh Hồng Nhan đột nhiên hỏi. Ách. Hồng Tỷ, ngươi nói như vậy, ta nhưng là không thích nghe a. À. Cái gì gọi là giả dối? Ta mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm sao có thể giả dối? Lâm Hữu Phàm sắc mặt tối sầm. Phốc phốc. Ninh Hồng Nhan nhịn không được yêu kiều cười đứng lên, Nàng cười tủm tỉm nói, ta không phải là ý tứ kia rồi, ta nói là ngươi thật giống như biến thành người bình thường, khí lực đều nhỏ đi. Đang khi nói chuyện, Ninh Hồng Nhan ánh mắt có chút cổ quái tại Lâm Hữu Phàm thân bên trên qua lại đánh giá, tự hồ muốn nhìn thấu Lâm Hữu Phàm. Đừng nói nữa, nói đến liền nổi nóng. Ta đã trúng lão hòa thượng kia kim cương phục ma chú, một thân tu vi đều bị phong ấn, bây giờ chính là một cái người bình thường, tùy tiện một khẩu súng đều có thể đem ta. Đợi một chút, Hồng tỷ, ngươi hỏi cái này sao tin tường làm cái gì, ngươi sẽ không phải nghĩ thừa dịp ta bệnh muốn giết ta a? À. Lâm Hữu Phàm giải thích. Nhưng bỗng nhiên ý thức được không được bình thường. Nhưng lời nói cũng đã nói đến mức này, người thông minh đều nghe hiểu rồi. A, à. ngươi bây giờ biến thành người bình thường a. À? Ninh Hồng Nhan trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Nàng ánh mắt lập lòe mà nhìn chầm chầm vào Lâm Hữu Phàm, ánh mắt kia tự hồ có một loại nói không nên lời, không nói rõ khác thường thần sắc. Hồng tỷ, ngươi cũng chớ làm loạn a. À? Lâm Hữu Phàm bị Ninh Hồng Nhan chằm chầm đến có chút tê cả da đầu, hắn theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Sao liệu, hắn vừa lui nửa bước ninh hồng nhan liền lên phía trước một bước lại từng bước ép sát trực tiếp đem lâm hữu phàm bước lui đến góc tường chương 563, nhảy cửa sổ chuồng đi hồng tỷ ngươi ngươi muốn làm cái gì lâm hữu phàm tâm bên trong có chút hốt hoảng tu vi bị phong trước mắt hắn chính là một cái người bình thường đối mặt cơ thể tiếp thụ qua ghen cải tạo ninh hồng nhan hắn lúc này đó là vạn vạn đánh không lại ngươi sợ ta như vậy làm cái gì đi còn lo lắng ta đem ngươi ăn không thành sao ninh hồng nhan nói bỗng nhiên liếm môi một cái ánh mắt bên trong càng là lộ ra một tia như nhìn chằm chằm con ngồi tầm thường hưng phấn tia sáng hồng tỷ ta chuyện gì cũng từ từ ngươi không cần thiết góp gần như vậy a à. lại nói bây giờ thời điểm cũng không sớm ta nên trở về đi ăn cơm lâm hữu phàm lúng túng nở nụ cười cố gắng trấn định mà đáp lại gần một điểm không tốt sao gần một điểm ta mới có thể thấy rõ ràng ngươi bộ dáng a à, ai ngươi là không biết đâu ta gần nhất thị lực có chút giảm xuống cách xa ta đều thấy không rõ lắm ngươi dáng dấp ra sao ninh hồng nhan đang khi nói chuyện đã đi tới Lâm Hữu Phàm trước mặt. Giữa hai người cho ăn bể bụng cũng chính là một quyền khoảng cách. Khoảng cách như vậy, Lâm Hữu Phàm thậm chí đều có thể cảm ứng được Ninh Hồng Nhan cái kia nhỏ nhẹ hít thở. Khụ khụ, xem là được rồi, cũng là người quen cũ, gần như vậy, ta có chút không quá không biết xấu hổ." Lâm Hữu Phàm nói. Có cái gì ngượng ngùng, cũng không phải không có ôm qua. Ninh Hồng Nhan phong tình vạn chủng mà trắng Lâm Hữu Phàm một mắt, tiếp lấy ôm một cái Lâm Hữu Phàm cổ. Lâm Hữu Phàm sợ hết hồn, vô ý thức như muốn đẩy ra nhưng mà một giây sau ninh hồng nhan nửa thân thể bỗng nhiên hóa thành một đầu màu trắng đuôi rắn đồng thời cấp tốc đem lâm hữu phàm cho cuốn lấy hồng tỷ điểm nhẹ đau ta có chút không thở được lâm hữu phàm sắc mặt đỏ lên một mặt biệt khuất lốt điên hắn nhưng là đường đường thiếu niên tông sư thiên cơ các đương đại các chủ chưa từng bị một nữ nhân đùa giỡn như thế khi dễ đây nếu là lan truyền ra ngoài hắn một thế anh danh còn không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát a à. a à, vậy ta điểm nhẹ hiện tại thế nào còn đau phải không thở mạnh tới ký sao. Ninh Hồng Nhan cười duyên, một đôi mắt đẹp đắt cao nhìn chằm chằm Lâm Hữu Phàm ánh mắt. Lâm Hữu Phàm ánh mắt né tránh, muốn đem đầu chuyển hướng một bên. Nhưng hắn vừa mới chuyển quá mức, trên gương mặt liền bị ấm áp lại nhấp nhú đồ vật liếm lấy một chút. Thoáng một cái, Lâm Hữu Phàm giống như điện giật, lúc này đánh liền cái giật mình. Ha ha ha. Phù hộ Phàm đệ đệ, ngươi rất lạnh sao? Nếu không thì, tỷ tỷ ôm chặt một điểm. Ninh Hồng Nhan nói, hai tay ôm Lâm Hữu Phàm cổ, đầu cũng trực tiếp tựa vào Lâm Hữu Phàm trên bờ vai như thế mập mờ cử động, đổi lại nam nhân khác, chỉ sợ đã sớm không cầm được. Nhưng mà Lâm Hữu Phàm trong đầu lại là nhớ chính mình bảy cái em gái bảo bối đâu. Nghĩ đến chính mình đáp ứng bọn hắn sự tình, Lâm Hữu Phàm lại là không thể không thời khắc bảo trì lý trí, bảo trì thanh tĩnh. Sắc tức là không, không tức thị sắc. Lâm Hữu Phàm miệng lẩm bẩm. Mà nghe được Lâm Hữu Phàm đọc những lời kia, Ninh Hồng Nhan lại là càng ngày càng hứng thú. Nàng đưa tay đem Lâm Hữu Phàm đầu tách ra, chợt ánh mắt ngưng lại, bắt đầu phát động nàng năng lực đặc thù. Lâm Hữu Phàm theo bản năng liếc Ninh Hồng Nhan một cái, cũng chính là cái nhìn này, Lâm Hữu Phàm bỗng nhiên cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, lại tiếp đó, trước mắt Ninh Hồng Nhan bỗng nhiên trở nên đẹp như thiên tiên, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ làm cho người chìm đắm khí tức. "Phù hộ Phàm đệ đệ, tỷ tỷ đẹp không?" Ninh Hồng Nhan âm thanh vô cùng mị hoặc hỏi. "Đẹp." Lâm Hữu Phàm ngơ ngác đáp lại. Ánh mắt hắn có chút ngốc trệ, tựa hồ bị khống chế. "Vậy ngươi muốn cùng tỷ tỷ?" Ninh Hồng Nhan tiếp tục mị hoặc, tiếp tục đùa Lâm Hữu Phàm. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông. Hồng tỷ, chúng ta trở về. Ngoài cửa, một cái thủ hạ âm thanh vang lên. Nghe được âm thanh, Lâm Hữu Phàm trong nháy mắt đánh thức. Hồng tỷ, xin tự trọng. Trong đầu hiện ra chuyện mới vừa phát sinh, Lâm Hữu Phàm một tay lấy Ninh Hồng Nhan đẩy ra. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, ánh mắt bên trong mang theo vẻ bất mãn. A nha, phù hộ phàm đệ đệ, hồng tỷ bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đến mức kích động như vậy sao? Kiến Lâm phù hộ phàm dường như là tức giận ninh hồng nhan vội vàng xin lỗi kiến lâm phù hộ phàm trầm mặt không nói ninh hồng nhan lại nói phù hộ phàm đệ đệ tỷ tỷ vừa vặn xấu cũng coi như là cứu được ngươi đi ngươi sẽ không thật bởi vì chút chuyện nhỏ này một cái tiểu nói đùa liền không để ý tới tỷ tỷ sinh tỷ tỷ tức giận a à. sẽ không nhưng sau này loại đùa giỡn này hay là chớ mở dù sao ta là người có bạn gái để các nàng biết không tốt nghe nói như thế lâm hữu phàm ngữ khí lập tức mềm nhũng ra cái kia không để các nàng biết đâu tỷ tỷ không cầu danh phận Ninh Hồng Nhan ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng thần sắc. Kể từ vì vị, vị hôn phu báo thù về sau, nàng liền buông xuống quá khứ, sau đó bị Tina chụp tới làm thí nghiệm, lại tiếp đó ngân hồ chết. Nàng một trận lâm vào trong tuyệt vọng, liền như là một cái người chết chìm, một chút chìm vào biến cả chỗ sâu đồng dạng. Mà liền tại nàng cảm giác cuộc đời mình một vùng tăm tối, một trận muốn kết thúc sinh mệnh mình lúc, là Lâm Hữu Phàm xuất hiện, cứu được nàng, còn đưa nàng cơ hội sống lại. Hồi ức quá khứ, nàng phát hiện Lâm Hữu Phàm trong lòng nàng rất có trọng lượng, thậm chí một số thời khắc đều biết không tự chủ nghĩ đến lâm hữu phàm lần này nàng dẫn người tới giang bắc vốn chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi lại không nghĩ đến vậy mà gặp lâm hữu phàm khiến lâm phù hộ phàm bị người khi dễ nàng quyết định thật nhanh liền áp dụng kế hoạch cứu viện cố nhân gặp lại lần nữa mà nguyên bản cường thế bá đạo lâm hữu phàm lại biến thành một cái mềm mại đáng yêu con mèo nhỏ nàng lập tức liền có đem lâm hữu phàm ăn hết ý nghĩ hồng tỷ hai ta là bằng hữu là bằng hữu tốt nhất cũng chỉ có thể là bằng hữu ngươi biết ý tứ ta sao nhìn xem đã coi như là thổ lộ ninh hồng nhan lâm hữu phàm không chút do dự cự tuyệt hại không có ý nghĩa bị cự tuyệt ninh hồng nhan đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc nhưng rất nhanh cái này vẽ mất mắt liền biến mất không thấy gì nữa nàng cười duyên nói vừa mới chỉ là đồ ngươi chơi đâu ngươi còn tưởng là thật nhìn ngươi quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng thế nào ngươi sẽ không thật sự cho rằng tỷ nghĩ bị thân cho ngươi đi phi đừng có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga tỷ cũng không làm tiểu tam dọa ta một hồi lâm hữu phàm nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng ninh hồng nhan đùa thật đây này nghĩ đến ninh hồng nhan chỉ là nói đùa mà thôi lâm hữu phàm cũng đi theo treo gẹo nói tiểu tam tiểu tam đều không đến lượt thật muốn đem ngươi thu vậy ngươi cũng là tiểu bác. phi ngươi cái này thối đệ đệ nhìn rất si tình không nghĩ tới nữ nhân thu không thiếu a à. còn nghĩ để cho tỷ làm tiểu bác, ngươi chán sống rồi a à. ninh hồng nhan nổi giận đưa tay tại trên gương mặt của lâm hữu phàm bóp một cái ôi đau lâm hữu phàm hú lên quá gì lúc này tiếng đập cửa lại vang lên phiền chết nguyên bản vui vẻ bầu không khí bị tiếng đập cửa quấy rầy ninh hồng nhan có chút khó chịu nhíu nhíu mày lập tức đi qua mở cửa hồng tỷ tám tên thủ hạ đứng ở cửa cùng hô lên tại giang bắt dừng lại một ngày ngày mai lại xuất phát ninh hồng nhan lạnh giọng hạ lệnh tốt hồng tỷ tám người gật đầu sau đó không người rời đi ninh hồng nhan về đến phòng vừa đóng cửa lại vừa quay đầu lại phát hiện phòng khách cửa sổ là mở ra mà lâm hữu phàm lại sớm đã không thấy bóng dáng thối đệ đệ có cần thiết sợ ta như vậy sao Kiến Lâm phù hộ phàm vậy mà nhảy cửa sổ chạy trốn, Ninh Hồng Nhan không khỏi đại mi cau lại, một mặt nổi nóng. Chương 564, đi nhờ quá gian xe. Mà lúc này Lâm Hữu Phàm vừa theo khách sạn bên ngoài cơ điều hòa không khí, vừa đi vừa về lên nhảy, cuối cùng thành công rơi xuống đất. Hô. Còn tốt chạy thật nhanh. Lâm Hữu Phàm nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đi đến một chỗ ngã tư đường, chuẩn bị ngăn lại một chiếc xe taxi trở về một gian cảnh thành khu biệt thự, tìm Nam Thúc Nam Khê Đình, xem có thể hay không hỗ trợ giải khai phong ấn trên người. Nhưng đợi nửa ngày, một chiếc xe taxi cũng không có đi qua ngay tại lâm hữu phàm có chút mất đi kiên nhẫn suy nghĩ cho em gái bảo bối tống y y gọi điện thoại cầu cứu lúc một chiếc audi bỗng nhiên đứng tại trước mặt hắn cửa sổ xe mở ra quý đào thò đầu ra một mặt kinh ngạc nói lâm hữu phàm tại sao là ngươi ngươi những ngày này chạy đi đâu rồi quý đào biểu tỷ thật đúng là xảo a à, không nghĩ tới ở đây đều có thể gặp phải nhìn thấy người quen lâm hữu phàm khóe miệng lập tức dương lên lâm hữu phàm vội vàng hỏi cái kia có thể để cho ta đi nhờ quá gian xe sao ở đây quá lệch không dễ đánh xe cái này ngươi nếu là không chê chen mà nói ta sao cũng được quý đạo nói xong ra hiệu lâm hữu phàm nhìn nàng một cái trong xe lâm hữu phàm chỉ là nhìn lướt qua lập tức cũng có chút lén lút nói thầm tay lái phụ có cái trung niên phụ nhân xếp sau còn có hai cái nữ hài tử hết thảy bốn cái nữ hài tử các ngươi đây là lâm hữu phàm bó tay rồi quý đạo giải thích nói đây là cha ta nhân viên của công ty chúng ta hôm nay đoàn xây mới từ làng du lịch trở về dạng này a à, vậy các ngươi đi trước đi ta gọi điện thoại tìm người tới đón ta tốt lâm hữu phàm nói tiểu ca ca lên xe thôi không gian phía sau rất lớn đúng vậy a à, tiểu ca ca nhường ngươi ngồi ở giữa a xếp sau hai cái nữ hài tử phát ra mời lốt điên hai cô bé này tướng mạo đã trên trung đẳng dáng người cũng vẫn được đặt ở trong đám người cũng coi như là dáng điệu không tệ tiểu mỹ nữ nhưng cùng lâm hữu phàm mấy cái em gái bảo bối so ra vậy vẫn là có chênh lệch không nhỏ cụ cụ cái kia quấy rầy. Lâm Hữu Phàm vội vã trở về, cũng không muốn phiền phức Tống Y Y đi một chuyến, thế là mặt dạng mày dày lên xe. Khoan hãy nói, hai cái nữ hài tử thật không có lừa gạt hắn, thật sự để cho hắn ngồi ở ở giữa. Trong xe, tràn ngập một cổ nhàn nhạt, trên người cô gái độc hữu mùi thơm. Bởi vì vốn là khu vực ngoại thành khu vực, lộ diện có chút mất mô, lại thêm quý đào kỹ thuật lái xe quả thực rất bình thường, bởi vậy xe thỉnh thoảng sẽ sóc nảy, ngẫu nhiên còn sẽ tới cái trước đột nhiên thay đổi. Nếu là lúc trước, đừng nói xe sóc nảy, đột nhiên thay đổi, cho dù là xe bay ra ngoài, Lâm Hữu Phàm cũng có thể giống như hàng chết ở xe trên ghế, không nhúc nhích tí nào. Nhưng bây giờ Tu Vi bị phong ở, xe sóc nảy, hắn cũng đuổi theo phía dưới lắc lư, tả hữu lay động. Xe đột nhiên thay đổi, thân thể của hắn tức thì bị quăng về phía một bên. Xin lỗi xin lỗi, không phải cố ý. Đột nhiên xuất hiện quẹo gấp, Lâm Hữu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp nằm lên bên tay trái muội tử kia trên thân. Muội tử kia gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, nhưng đáy mắt lại là tràn đầy ý cười nói, không có chuyện gì. Lại qua phút chốc, xe lại là quẹo gấp lâm hữu phàm lại nằm ở một cái khác mụi tử trên thân cái kia ngoài ý muốn thực sự là ngoài ý muốn lâm hữu phàm một mặt lúng túng mà bên tay phải muội tử kia lại là cực kỳ hào phóng nàng vừa cười vừa nói ta không ngại ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái ghé vào trên người của ta nhắm mắt một chút cũng được a à. nói xong nàng còn trêu chọc tựa như hướng lâm hữu phàm nháy nháy mắt cụ cụ không cần không cần lâm hữu phàm lúng túng hai tiếng nhanh chóng ngồi thẳng người cũng may sau này đoạn đường coi như bằng phẳng không có phát sinh lúc trước cái loại này để cho lâm hữu phàm lúng túng không thôi sự tình lâm hữu phàm ngươi ở đâu xuống xe tiến vào nội thành quý đào vừa lái xe một bên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía lâm hữu phàm lâm hữu phàm cười nói a ta đi một gian cảnh thành ngươi tại cái này ta thả xuống là được rồi bên này dễ đón xe chính ta có thể trở về như vậy sao được ta trước tiên đem các nàng đưa trở về cuối cùng tiễn đưa ngươi quý đào lại là trực tiếp cự tuyệt đây cũng là để cho lâm hữu phàm có chút choáng váng sau một giờ Quý đào tuần tự đem nàng phụ thân công ty ba cái nữ nhân viên đưa đến nhà, cuối cùng mới chở Lâm Hữu Phàm hướng về một gian cảnh thành khu biệt thự chạy tới. Lâm Hữu Phàm, ta phía trước không phải nhường ngươi mau trốn sao? Tiểu tử ngươi, tại sao còn ở gian bắc? Quý đào vừa lái xe, vừa hỏi Lâm Hữu Phàm. Vừa mới trên xe có người, nàng có mấy lời không tiện mở miệng hỏi thăm Lâm Hữu Phàm, bởi vậy mới trước tiên đem trên xe ba cái muội tử đưa trở về, cuối cùng lại đơn độc hỏi thăm Lâm Hữu Phàm. Cái kia, cái này hỏi một chút, Lâm Hữu Phàm lại là có chút không biết nên trả lời như thế nào cũng không thể nói mình căn bản liền không có muốn chạy a à. mà dù sao là quý đào một phen hảo tâm hắn nói như vậy không phải có chút quá cái kia sao tính toán không có trốn liền không có trốn a à. ngược lại diệp gia cũng đã không tồn tại nữa ngươi cũng không cần chạy trốn đến tận đẩu tận đâu quý đào kiến lâm phù hộ phàm ấp úng dứt khoát cũng lười hỏi đúng ngươi lần trước thu thập diệp gia phụ tử thời điểm làm sao làm được cũng quá mơ hồ a à? chẳng lẽ ngươi thực sẽ yêu thuật hồi ức lần gặp gỡ trước tràn cảnh quý đào trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ vì thế nàng còn cố ý trở về tra xét một chút baidu có thể tra đến cùng nàng muốn biết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đằng sau tra được càng kỳ quái hơn trực tiếp chính là hàng nội địa võ hiệp hoặc tiên hiệp kịch hoặc điện ảnh ta có thế không trả lời sao lâm hữu phàm xấu hổ cùng một người bình thường đi giảng giải tu sĩ võ đạo năng lực đây cũng quá phiền toái hứ hẹp hòi kiến lâm phù hộ phàm cự tuyệt quý đạo lập tức một mặt bất mãn nàng đạp mạnh chân ga không lâu liền đi đến một gian cảnh thành khu biệt thự lâm hữu phàm xuống xe nói tiếng cảm ơn. Lập tức liền thẳng đến Nam Thúc chỗ biệt thự. Có thể ấn nửa ngày chung cửa, lại chậm chạp không có ai mở cửa. Ta đi, Nam Thúc a, ngươi cũng đừng thời điểm then chốt đi không từ giả a." Lâm Hữu phàm gấp. Trí hiền đại sư là thần cảnh cường giả, phong ấn của hắn thủ đoạn, tông sư cấp bậc tu sĩ võ đạo hầu như không cần cân nhắc có thế hóa giải. Chỉ có tiền ngang nhau thần cảnh tu sĩ võ đạo mới có thể. Mà hắn đã thấy thần cảnh cường giả, ngoại trừ cái kia thần bí lão trung y, chính là Nam Khê Đình cùng sư phụ. Leng lại ấn nửa ngày chuông cửa, vẫn không có người mở cửa. Nhìn xem sắc trời dần dần lờ mờ tiếp, Lâm Hữu Phàm bất đắc dĩ, đành phải về trước lưu luyến muội muội biệt thự. Trở lại biệt thự, Lâm Hữu Phàm dùng vân tay nhìn khóa. Vừa mới vào nhà liền gặp được Tống Y Y hai tay ôm ngực, đùi ngọc vén, một mặt mất hứng ngồi ở trên ghế salon. Ở tại bên cạnh, là đang uống cây đu đủ đồ uống, nhìn xem phim điện ảnh Liễu Vân Yên. Phù hộ Phàm ca ca, ngươi tại sao lại chơi mất liên lạc? Điện thoại cũng không tiếp, ngươi chạy đi đâu rồi? Kiến Lâm phù hộ Phàm trở về, Tống Y Y trực tiếp liền bảo nổi. Mới đáp ứng thật tốt, kết quả lại bắt đầu chơi mất liên lạc, Tống Y Y cảm thấy Lâm Hữu Phàm căn bản không đem đáp ứng chuyện của nàng để trong lòng. Đừng nói nữa, hôm nay ta quá thảm. Điện thoại ném đi, ta nhặt cũng không dám đi nhặt. Lâm Hữu Phàm một mặt đắng hề hề đem chuyện đã xảy ra hôm nay tự thuật một lần. Nghe được Lâm Hữu Phàm cư nhiên bị áp chế, còn bị phong tu vi, Liễu Vân Yên một mặt không dám tin, vì thế còn cố ý kiểm tra một chút, xác định Lâm Hữu Phàm thật sự biến thành người bình thường sau, Liễu Vân Yên lại là một mặt biểu tình nhìn có chút hả hê lão hòa thượng kia cùng như vậy sao? Ta tống y y nam nhân đều dám khi dễ, hắn ở đâu? Ta bây giờ liền dẫn người tới giết hắn. Nghe được Lâm Hữu Phàm bị khi phụ, tống y y lập tức nổi trận lôi đình, cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị triệu tập nhân thủ vây quét trí hiền đại sư. Chương 565, thừa dịp ngươi bệnh đánh ngươi một chầu. Không đợi Lâm Hữu Phàm ngăn cản, tống y y đã bấm điện thoại. Quy, triệu tập nhân mã, súng đạn đều chuẩn bị kỹ càng. Làm cái gì? Một hồi đi với ta dịp một lão hòa thượng. Tống Y Y nổi giận đùng đùng đạo. Một bên Liễu Vân Yên một tay đập vào trên trán, một mặt im lặng. Lưu Luyến muội muội, đối phương thế nhưng là thần cảnh cường giả, ngươi những nhân thủ kia không đủ dùng. Lâm Hữu Phàm thì một mặt lúng túng không thôi biểu lộ. Không đủ dùng. Vậy thì nhiều hơn nửa triệu tập một số nhân mã, chỉ cần là tại Giang Bắc, liền không có ta diệt không xong người. Tống Y Y bá khí mười phần. Đối với cái này, Lâm Hữu Phàm chỉ có thể đủ loại trấn an, khuyên giải tại dài đến chừng 10 phút đồng hồ khuyên can sau, Tống Y Y cuối cùng bỏ đi triệu tập nhân mã vây quét trí hiền đại sư ý nghĩ. Làm tức chết, một lão hòa thượng mà thôi, cũng dám khi dễ ta Tống Y Y nam nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Tống Y Y hai tay ôm ngực, một mặt tức giận. Ngược lại là Liễu Vân Yên, một mực dùng ánh mắt đùa cực thỉnh thoảng lại dò xét Lâm Hữu Phàm. Lúc này, Tống Y Y lại nhận được điện thoại, nàng đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại đi. Chủ nhân, ngươi bây giờ không có tu vi. Tống Y Y vừa đi, Liễu Vân Yên lập tức bu lại trên mặt kia cười xấu xa để cho lâm hữu phàm có chút lưng phát lạnh tạm thời mà thôi ngươi đây là biểu tình gì nghĩ phạm thượng hay sao lâm hữu phàm ra vẻ uy nghiêm nhưng mà liễu vân yên lại là đôi mắt nhíu lại khóe miệng vung lên một vòng cười xấu xa chủ nhân nàng âm thanh bỗng nhiên cực kỳ mềm nhu một tiếng kia chủ nhân kém chút bị lâm hữu phàm hồn nhi đều hô bay ra ngoài lâm hữu phàm rùng mình một cái kinh ngạc nói làm gì chủ nhân gần nhất ta tu vi xuất hiện một vài vấn đề muốn tìm ngươi luận bàn một chút ngươi sẽ không cự tuyệt a à lốt điên liễu vân yên cười đẻo nói hôm nay không tiện lâm hữu phàm lắc đầu cự tuyệt nói đùa cái gì hắn hiện tại chính là một người bình thường mà thôi luận bàn cái này mẹ nó là nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a à. chủ nhân ngươi lợi hại như vậy cho dù không có tu vi cũng cần phải không có chuyện gì liễu vân yên bu lại quanh thân càng là tuôn ra từng sợi tông sư khí tức tới ta cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất chớ làm loạn bằng không lâm hữu phàm còn chưa có nói xong Liễu Vân Yên lại là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đưa tay một quyền hướng Lâm Hữu Phàm đánh tới. Cơ nờ, nha đầu chết tiệt, ngươi tạo phản a. Lâm Hữu Phàm rắn rắn chắc chắc mà chịu một quyền, lập tức một tiếng kêu đau, lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà, Liễu Vân Yên lại là không có chút nào dự định dừng tay, song quyền như cùng phong mưa rào đồng dạng, hướng Lâm Hữu Phàm không ngừng từng bắt chuyện tới. Bất quá ngắn ngủi hai phút thời gian, Lâm Hữu Phàm đã bị đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Kẹt kẹt. Tiếng mở cửa vang lên, Liễu Vân Yên lúc này mới dừng tay phù hộ phàm ca ca, ngươi. Ngươi làm sao? Nhìn xem lâm hữu phàm một bộ sưng mặt sưng mũi biểu lộ, tống y y không khỏi trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Vừa mới không cũng còn tốt tốt sao? Như thế nào đột nhiên thì trở thành dạng này? Chẳng lẽ là nàng mới vừa rời đi một hồi, nhận một cái điện thoại, nam nhân nhà mình liền cho người ta đánh đập một trận A. Cũng đừng thử bên trong, cũng chỉ có Liễu Vân Yên A. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vân Yên, cái sau đang ngồi ở trên ghế salon, một mặt thích ý uống vào trà sữa. Yên nhi, phù hộ phàm ca ca thế nào? vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao tống y y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi a à. cái gì a à, ta không biết a à, vừa mới chủ nhân đi một chuyến phòng vệ sinh đi ra cứ như vậy có thể là thân thể quá hư nhược đi nhà xí không cẩn thận té ngã ngã một phát a à. liễu vân yên một mặt vẻ mặt mờ mịt nàng nhìn về phía lâm hữu phàm cái kia một mặt ánh mắt phẫn nộ lập tức ra vẻ kinh ngạc nói a nha chủ nhân ngươi này làm sao a à? đau không không có sao chứ ta rất tốt lâm hữu phàm sờ sờ trên mặt máu ứ động cắn răng đáp lại đặt mèo. Yên nhi, ngươi chờ ta. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chờ ta khôi phục tu vi, xem xong như thế nào thu thập ngươi. Lâm hữu phàm tâm bên trong âm thầm quyết tâm, nhưng vì không để tống y y lo lắng, hay là tìm cái cớ tròn đi qua. Lúc chạng vạn tối, lâm hữu phàm lại ra cửa một chuyến. Hắn đi tới Nam Khê Đình chỗ biệt thự, kết quả vẫn như cũ là gõ cửa hồi lâu, không có ai đáp lại. Nam Thúc đây là đi nơi nào? Đã trễ thế như vậy, còn chưa có trở lại, Lâm Hữu Phàm mày kiếm nhíu chặt, trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ. Trở lại biệt thự, Liễu Vân Yên đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Y Y đang tại phòng khách các loại Lâm Hữu Phàm. Lưu Luyến muội muội, sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút a. À. Lâm Hữu Phàm cười nói. Ân. Tống Y Y khuôn mặt đỏ lên, nhu thuận đứng dậy, đóng lại tivi. Nàng bước liên tục khẽ dời, tiến lên ôm Lâm Hữu Phàm cánh tay, liền đem Lâm Hữu Phàm hướng về trên lầu túng. Lưu Luyến muội muội, ta cảm giác bây giờ thật yếu ớt, nếu không thì. Lâm Hữu Phàm ẩn ẩn đoán được một hồi muốn chuyện gì phát sinh, trên mặt không khỏi hiện ra một tia lo lắng thần sắc. Không có chuyện gì. Tống Y Y không nói lời gì đem Lâm Hữu Phàm túng lên lầu. Hôm sau, sáng sớm, một trận điện thoại đem Tống Y Y đánh thức, nhận lấy điện thoại sau, nàng liền vội vàng ra cửa. Lâm Hữu Phàm tối hôm qua tiêu hao có chút lớn, lúc này còn tại nằm ngáy o o, muốn bổ túc tinh thần. Tới gần 11 giờ, một nhà hoàn cảnh đơn sơ lữ điếm nhỏ bên ngoài, hơn 10 chiếc màu đen xe cá nhân bỗng nhiên dừng ở lữ điếm cửa ra vào các ngươi là làm gì? Ngăn ở ta lữ điếm cửa ra vào, lão nương không có mở cửa sao? Còn không mau. Lữ điếm lão bản nương đi ra, nhìn xem cửa ra vào đen nghiệp một đám người, trong lúc nhất thời cũng là hoảng một nhóm. Tống gia làm việc, người không có phận sự, còn không mau lăn đi. Một cái đeo kính râm nam tự áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Lão bản nương dọa khẽ run rẩy, nhanh chóng hấp tấp chạy ra. Đăng đăng đăng. Một chiếc màu đen kiệu bào xa cửa xe bỗng nhiên mở lớn, một bộ màu đỏ áo khoác, bờ môi đỏ tươi như máu, chảy lấy đuôi ngựa tống y y đi xuống đại tiểu thư một cái thuộc hạ đưa qua một cây súng phóng tên lửa tống y y cực kỳ thành thạo cầm lấy súng phóng tên lửa hướng về phía lầu ba gần cửa sổ một cái phòng trực tiếp đánh tới sớm tại tối hôm qua thời điểm nàng liền phái người điều tra gian bắt tất cả lữ điếm tìm kiếm một lão hòa thượng đi qua tìm kiếm cuối cùng xác định trí hiền đại sư chỗ điểm dừng chân hơn nữa tại tối hôm qua liền sớm an bài nhân thủ đem trong lữ điếm lữ khách đều biết rỗng duy chỉ có trí hiền đại sư lưu lại trong tiệm quanh kèm theo một tiếng nổ vang rung trời một cái mông trần lão hòa thượng từ trong khói súng vừa nhảy ra một mặt mộng bức nhìn về phía đứng ở trước mặt một đám người a di đà phật các ngươi là người phương nào vì cái gì trí hiền đại sư chắp tay trước ngực ánh mắt bên trong có vẻ tức giận hắn đang tại làm tảo khóa tụng kinh niệm phật đang mê mẩn đâu bỗng nhiên một cái pháo hỏa tiễn ngay tại bên giường của hắn nổ tung nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh trong nháy mắt mở ra kim cương tự khổ luyện bí thuật kim trung tráo sợ là vừa mới cái kia một chút đem hắn trực tiếp đưa tiễn đi gặp tây thiên như lai phật tổ lão hòa thượng lá ga ngươi không nhỏ a à. bổn tiểu thư nam nhân cũng dám khi dễ còn phong hắn tu vi a à, hôm nay ngươi nhất định phải chết đánh cho ta tống y y ra lệnh một tiếng chỉ một thoáng hơn hai mươi cán súng máy hạng nhẹ đồng thời bắn phá đạn như dọc mưa đồng dạng hướng trí hiện đại sư xạ kích mà đi chương năm trăm sáu mươi sáu chuột chạy qua đường người người kêu đánh trí hiện đại sư đều không phản ứng lại liền bị một đám người tập kích đối mặt vũ khí nóng niên cùng bắn phá dù là thần cảnh cường giả cũng có chút trở tay không kịp hắn nhanh chóng mở ra kim trung tráo tiến hành phòng ngự theo từng tiếng thanh âm ông 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 vang lên tất cả đạn đều là bị một tầng màu vàng chiếu sáng ngăn lại a di đà phật thiện tai thiện tai chư vị thí chủ bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật tự còn chưa nói ra miệng chỉ thấy trong đám người một cái hạt giữa bầy gà dáng người cao gầy dung mạo kinh diễm khí chất xuất chúng nữ tử bỗng nhiên nâng lên một cây súng phóng tên lửa hướng về phía hắn liền bắn một cái pháo hỏa tiễn nữ thí chủ thủ hạ lưu tình trí hiền đại sư một tiếng kinh hô nhưng mà tống y y lại là không chút nào mềm lòng thấy thế trí hiền đại sư lập tức tung người nhảy lên lập tức cơ thể ở trên vách tường vừa đi vừa về nhảy vọt đảo mắt công phu chạy mất tung ảnh đại tiểu thư lão hòa thượng này có chút năng lực a à, còn có thể vượt nóc băng tường đâu một cái thủ hạ tâm phúc cả kinh nói đừng nói là phi diêm tẩu bích coi như hắn sẽ phi thiên động địa chỉ cần người còn tại giang bắc ta đều muốn giết chết hắn ra cho ta ra được về sau lập tức an bài nhân thủ cho ta đánh cho đến chết mặt khác tuyên bố lệnh treo giải thưởng ta muốn lão hòa thượng này mệnh, nếu ai có thể giết chết lão hòa thượng này, tiền thưởng một nghìn vạn. Tống y y đại mi cao lại, lạnh giọng hạ lệnh. Vốn cho rằng lần này tới giết đi lão hòa thượng kia một cái trở tay không kịp, có thể đem diệt đi, vì nhà mình phù hộ phàm ca ca báo thù. Không nghĩ tới, lão hòa thượng này lại còn thật có có chút tài năng, vậy mà từ nàng hỏa lực bắn phá phía dưới chạy. Tuân mệnh. Lốt điên. Thủ hạ kia không người đáp. Nửa giờ sau, tống gia tuyên bố treo giải trên trời lệnh, mà trên lệnh treo thưởng đối tượng lại là một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Tin tức này, trong nháy mắt tại Giang Bắc thế giới dưới đất đưa tới oanh động. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ sau khi biết được tin tức này, lập tức bắt đầu ở địa bàn của mình tìm kiếm, thế tất yếu tại những khác thế lực phía trước, tìm được Trí Hiền đại sư, đồng thời đem hắn giết chết, xong đi tống gia đổi tiền thưởng. Vào lúc giữa trưa, Giang Bắc, một chỗ cao ốc bỏ hoang. Lầu 3, trên một mảnh đất trống, ba tên lang thang đầu đường tên ăn mày đang chỗ trên một tấm bẩn thiểu chiếu đấu địa chủ. Lúc này, một cái quần áo tả tơi, còn thỉnh thoảng lấy tay kéo sau lưng quần lão hòa thượng đi đến. Ba vị thí chủ, có thể hay không để cho bần tăng ở đây trú tạm mấy ngày." Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, hướng ba tên tên ăn mày không người một cái. "Đi sắc, lão hòa thượng này vừa nói gì?" Lỗ tai ta không dùng được, không nghe rõ. Một cái lớn tuổi tên ăn mày nhìn về phía lão hòa thượng, một mặt kinh ngạc. Hắn giống như nói ba vị là heo. Còn nói nhớ mượn heo mấy ngày. Một tên khác mù một con mắt tên ăn mày đáp lại nói. "Gì? Lão già này nói ba người chúng ta là heo, còn muốn mượn heo?" khi dễ người đều khi dễ đến ta tên ăn mày trên đầu, đánh cho ta. Lớn tuổi tên ăn mày nghe lời này một cái, lập tức nổi trận lôi đình, phái cũng không đánh, quơ lấy một bên trúc bổng liền hướng lão hòa thượng vọt tới. Còn lại hai tên tên ăn mày cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhau nhau quơ lấy trúc bổng cùng đi lên. Lão hòa thượng không là người khác, chính là một đường chạy trốn tới nơi này trí hiền đại sư. Hắn hóa duyên túi tại lữ điếm thời điểm bị tạc không còn, người không có đồng nào hắn, đành phải tìm địa phương tạm thời đặt chân. Có ai nghĩ được, ba cái tên ăn mày vậy mà nghe lầm lời nói, còn muốn tới đánh hắn nghĩ đến phía trước kém chút bị tạt chết quần còn bị nổ cái lỗ thủng trí hiền đại sư cũng cảm giác nộ khí một chút liền lên tới a di đà phật ba vị thí chủ các ngươi trên thân lệ khí quá nặng liền để bần tăng thay các ngươi nới lỏng gân cốt a trí hiền đại sư khẽ đọc phật hiệu một phút đồng hồ sau ba tên tên ăn mày đã quỳ trên mặt đất hướng trí hiền đại sư không được dập đầu cầu xin tha thứ ba vị thí chủ một lòng hướng thiện mới có thể thoát khỏi vận rủi sau này nhất định không thể lại tùy ý đánh người Trí Hiền đại sư ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu niệm kinh, dùng cái này bình phục chính mình tức giận tâm cảnh. Vân vân vân, đại đương gia nói là, chúng ta cũng không dám nữa. Ba tên tên ăn mày liên tục gật đầu. Gặp Trí Hiền đại sư đã nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh, ba người bọn họ liếc nhìn nhau, cuốn lên chăn đệm liền rút lui ở đây. Ba tên tên ăn mày đi ra cao ốc bỏ hoang, vẫn không quên lớn tiếng phàn nàn. Lão hòa thượng này cũng quá lợi hại a. À? Chẳng lẽ là trong phim ảnh thiếu lâm võ tăng? A à phi, cái gì võ tăng, chính là một cái không biết xấu hổ lão hòa thượng thôi ngay cả ăn mày địa bàn đều cướp đơn giản không phải là người không đều nói người xuất gia lòng mang từ bi phổ độ chúng sinh sao thế nào chúng ta xui xẻo như vậy đụng tới cái đánh ăn mày xuống hòa thượng đâu người đây liền không hiểu được a à. phật độ kẻ có tiền giống chúng ta loại này cùng khổ tên ăn mày phật nhìn cũng sẽ không nhìn một chút ba tên tên ăn mày ông chăn đệm vừa đi vừa oán trách lúc này vài tên ngay tại phụ cận tuần tra vô lại nghe được ba tên ăn mày phàn nàn lúc này tới hỏi thăm một phen đây là ba trăm khối cầm tiền lão hòa thượng sự tình lại không chuẩn đề bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này, có thể hiểu. Khi biết được có cái rất lợi hại lão hòa thượng ẩn thân tại một chỗ cao ốc bỏ hoang sau, một cái vô lại thuận thế từ một tên khác thủ hạ trong túi móc ra 300 khối, kính đáo đưa cho ba tên tên ăn mày, đồng thời cảnh cáo một phen. Ba tên tên ăn mày thu tiền, trong lòng rất vui vẻ, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Nhưng chờ đi xa sau, cầm đầu một cái tên ăn mày ý thức được lão hòa thượng này tự hồ có người đang tìm, thế là liền tại gian bắt các nơi phố lớn nhỏ nhỏ đủ loại lắc lư, chỉ cần thấy được có người ở hỏi thăm phải chăng nhìn thấy lão hòa thượng, hắn liền lên phía trước nói giá chỉ cần trả tiền liền cáo tri đối phương lão hòa thượng chỗ ẩn thân bất quá gần nửa ngày thời gian ba tên tên ăn mày đã dùng tin tức này kiếm lời hơn một vạn khối. mà trí hiền đại sư chỗ ẩn thân càng là tại nửa ngày thời gian sau truyền vào gian bắt các đại thế lực nhỏ trong tay lúc xế chiều cao ốc bỏ hoang liền bị mấy nhóm người cho vây chật như nêm cuối những người này có có vũ khí nóng có nhưng là vũ khí lạnh nhưng bất luận là phương nào thế lực mục tiêu đều cực kỳ thống nhất đó chính là giết chết lão hòa thượng tìm tống gia đổi tiền thưởng đáng thương trí hiền đại sư nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến chờ hắn tụng xong trải qua niệm xong phật đã bị mấy trăm người cho vây khốn ở cao ốc bỏ hoang bên trong lão đại lão hòa thượng tại cái này trí hiền đại sư vừa mới khép lại phật kinh tất kỹ mỏ chỉ thấy một cái cầm trong tay đại khảm đao thanh niên hướng hành lang hô lớn một tiếng không đợi trí hiền đại sư phản ứng lại lập tức liền có đen nghiệp một đám người vọt lên giết giết lão hòa thượng này lão đại trọng trọng có thưởng trong đám người không biết là ai gân giọng hô một tiếng tiếp lấy trí hiền đại sư chỉ thấy một đám người một mặt điên cùng hướng hắn nhào tới những người này trong tay đều có nhiều loại vũ khí hơn nữa nhìn tư thế kia là muốn cái mạng già của hắn gặp quỷ những người này đều cử chỉ điên rồi sao trí hiền đại sư trong lòng hơi hồi hộp một chút nếu là một đám tu sĩ võ đạo hắn còn không để ý ra tay dạy dỗ đối phương một chút nhưng trước mắt này một nhóm lớn người tất cả đều là người bình thường để cho hắn đối với người bình thường động thủ trong nội tâm của hắn vẫn còn có chút gây khó dễ đối mặt tình hình như thế trí hiền đại sư cơ hồ không chút do dự vô ý thức trực tiếp nhảy cửa sổ chuồng đi. Nhưng mà, hắn vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, một cái lưới lớn trực tiếp từ phía trên che lên xuống. Bắt được, bắt được. Một cái nam tử trung niên ha ha cười nói, là ta bắt được. Là ta. Nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia lưới lớn bỗng nhiên tê lạp một tiếng bị xé nát, tiếp lấy, một đạo trên quần phá cái lỗ thủng lão hòa thượng thân ảnh giống như quỷ mị, trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, mấy hơi thở công phu chạy mất tung ảnh. Chương 567, chẳng lẽ triệt để luôn là người bình thường. Vào lúc giữa trưa, lâm hữu phàm lần nữa đi tới nam khê đình thuê lại biệt thự cái này vừa gõ cửa một cái chỉ chốc lát sau nam thúc liền đem cửa mở ra nam thúc ngươi hôm qua đi đâu nhìn thấy nam khê đình lâm hữu phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra trí hiền đại sư kim cương phục ma chú hắn là không có biện pháp nào hy vọng duy nhất liền ký thác vào nam khê đình trên thân hôm qua chuẩn bị cho ngươi huấn luyện dùng đạo cụ đi nam khê đình mỉm cười vừa nói một bên quay người hướng về trong phòng khách đi đến lâm hữu phàm đuổi theo sát vừa tới phòng khách lâm hữu phàm ánh mắt liền bị cắm ở phòng khách sàn gỗ bên trong một thanh cực lớn kiếm bản rộng hấp dẫn nam thúc đây là lâm hữu phàm vô cùng ngạc nhiên cái đồ chơi này xem xét chính là tinh thiết chế tạo mà thành liền cái này lớn nhỏ nếu là thực tâm mà nói ít nhất phải có hơn mấy ngàn cân nặng nam khê đình ngồi ở trên ghế salon một bên thưởng thức trà vừa nói kiếm cái đồ chơi này cầm lấy đi cùng người đánh nhau chỉ sợ người không có đánh chết chính mình cũng mệt chết a à. lâm hữu phàm lau mồ hôi lạnh một mặt im lặng ngươi là đang chất vấn huấn luyện của ta phương thức. Nam Khê Đình nhíu mày lại, biểu lộ có chút không vui. Không dám. Gặp Nam Khê Đình sắc mặt không vui, Lâm Hữu Phàm nhanh chóng lắc đầu. Thử thử xem. Nam Khê Đình đặt chén trà xuống, ánh mắt ra hiệu Lâm Hữu Phàm đem cái kia to lớn kiếm bản rộng cầm lên. Lâm Hữu Phàm lập tức một mặt lúng túng. Nếu hắn tu vi không có bị phong cấm, cầm lấy chui này kiếm bản rộng, có lẽ có chút phí sức, nhưng tốt xấu có thể cầm lên. Lốt điên. Nhưng bây giờ hắn chính là một người bình thường, không có nội kình, chân khí gia trì, muốn cầm lấy chui này trầm trọng kiếm bản rộng vậy đơn giản là muốn cái mạng già của hắn nam thúc có chuyện ta muốn theo ngươi tâm sự lâm hữu phàm không gấp cầm kiếm mà là trước tiên đem chính mình đụng tới trí hiền đại sư sau đó bị trí hiền đại sư phong cấm tu vi sự tình nói ra cái gì lão hòa thượng kia ác như vậy vậy mà đối với ngươi dùng kim cương tự bất truyền lý thuật kim cương phục ma chú nghe được lâm hữu phàm vậy mà đã trúng kim cương phục ma chú nam khê đình sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm tay trái hắn nắm chắc thành quyền lập tức một quyền rủ xuống trên tay viện ghế salon cả giận nói kim cương phục ma chú là một loại cực kỳ huyền diệu phong ấn thủ đoạn sớm mấy năm ta cũng có nghe nghe nói đã trúng một chiêu này cho dù là thần cảnh cường giả cũng sẽ ở trong một tháng không cách nào sử dụng mảy may chân khí đến nỗi tông sư nói đến đây nam khê đình sắc mặt càng ngày càng âm trầm tông sư thế nào nam khê đình phản ứng cùng thái độ để cho lâm hữu phàm không hiểu có loại không tốt lắm cảm giác nam khê đình lắc đầu thở dài tông sư đã trúng một chiêu này nếu như không có cơ duyên xảo hợp mà nói có thể cả một đời đều không giải được. Cái gì? Cả một đời đều không giải được. Vậy ta chẳng phải là trở thành phế nhân. Lâm hữu phàm tại chỗ xù lông. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này kim cương phục ma chú lợi hại hơn nữa, cho ăn bể bụng cũng liền phong ấn một đoạn thời gian thôi. Không có nghĩ rằng, lại là mãi mãi. Đây nếu là mãi mãi, vậy hắn còn hỗn cái chày gỗ a. Hắn mặc dù có thể trưởng khống thiên cơ cát, một mặt là sư phó thiên cơ thánh giả bổ nhiệm, một phương diện khác cũng là hắn tự thân có tông sư tu vi cùng thực lực. Nếu là chiến lực tiêu thất, cái kia trong thiên cơ các một số người cũng sẽ không phục hắn. Cho dù bỏ qua một bên thiên cơ các không nói, hắn sư phó thiên cơ thánh giả còn tại tầng lăng cấm địa đâu. Sự thật không có tuyệt đối, có lẽ là ta cô lậu quả văn, hiểu quá ít cũng không nhất định. Kiến lâm phù hộ phàm sắc mặt phục một cái tái nhật xuống, nam khê đình trong lòng có chút không đành lòng, thế là an ủi, yên tâm đi. Nếu quả như thật tìm không thấy giải cấm phương pháp, vậy ta liền dẫn ngươi giết tới kim cương tự, để cho kim cương tự chủ trì tự thân vì ngươi giải cấm. Ân. Lâm hữu phàm gật đầu một cái nhưng hắn nghe ra được, Nam Khê Đình nói lời này lúc, sức mạnh rõ ràng có chút không đủ. Một cái trí hiền đại sư đã lợi hại như vậy, ai có thể cam đoan trong Kim Cương Tự không có thứ hai cái thần cảnh cường giả. Lại thêm Nam Thúc bây giờ gãy một cánh tay, thực lực bị tổn thương tình huống phía dưới, xông vào Kim Cương Tự, rõ ràng có chút không quá thực tế. "Đi, ta trước tiên thay ngươi kiểm tra một chút, có thể ta có thể giải trừ cấm chế cũng không nhất định chứ." Nam Khê Đình tay trái nắm vào trong hư không một cái, chỉ một thoáng, Lâm Hữu Phàm cũng cảm giác chính mình không thể động đậy. Ngay sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ từ lâm hữu phàm toàn thân thẩm thấu mà vào ở trong cơ thể hắn điên cùng toán loạn một lát sau nam khê đình để tay xuống dưới cho mày thành xuyên cảm khái nói không hổ là kim cương tự bất truyền bí thuật quả nhiên có nhiều thứ ta vừa mới dò xét một phen phát hiện trong cơ thể ngươi vậy mà một điểm chân khí cái bóng cũng không có mà khí hải đang điền càng giống như là đột nhiên biến mất ta tính toán hướng về ngươi trong đang điền rót vào một chút chân khí nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đá chìm đáy biển đồng dạng biến mất không thấy ai nghe vậy lâm hữu phàm than nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ. Nếu sớm biết là cái tình huống như vậy, tại gặp phải trí hiền đại sư sau, hắn liền trực tiếp chạy ra. Chung quy là tự phụ, kinh thường a. Thần cảnh, quả nhiên không phải tông sư có thể chống đỡ. Đúng lúc này, Lâm Hữu Phàm chung điện thoại di động vang lên. Tiếp thông điện thoại, là Liễu Vân Yên đánh tới. Quy, chủ nhân, ta muốn hướng ngươi xin phép nghỉ, ta có chút sự tình, phải rời đi một đoạn thời gian. Điện thoại vừa kết nối, Liễu Vân Yên liền đi thẳng vào vấn đề. Bao lâu? Lâm Hữu Phàm hỏi. Liễu Vân Yên trả lời, cụ thể không xác định, tông môn ta bên kia để cho ta trở về một chuyến, thật giống như là muốn tham gia một cái thiên kiêu tụ hội, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, dài, ta cũng không thể xác định. Ngươi nếu là có việc, liền đi về trước a. Ngược lại ngươi bây giờ trạng thái này, tu luyện sự nghi, cũng chỉ có thể tạm thời gặp trở ngại, bất quá ngươi có thể trầm xuống tâm lĩnh ngộ, rèn luyện ngươi đối với kiếm đạo lý giải, dạng này có trợ giúp tăng cường của ngươi kiếm ý. Lúc này, Nam Khê Đình lên tiếng. Hắn đều nói như vậy, Lâm Hữu Phàm cũng sẽ không thật nhiều làm quấy rầy, thế là gật đầu một cái, cáo từ rời đi. Ta bây giờ trở về tới, ở trước mặt chuyện vãn đi. Lâm Hữu Phàm nói xong, cúp điện thoại. Cùng Nam Khê Đình cáo biệt sau, Lâm Hữu Phàm liền trở về Tống Y Y biệt thự tư nhân. Vừa mới vào nhà, chỉ thấy Liễu Vân Yên đang cau mày đầu, ngồi ở trên ghế salon, nhìn nàng sắc mặt, tự hồ tâm tình không phải rất tốt bộ dáng. Nhìn ngươi bộ dáng này, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về tông môn đi? Lâm Hữu Phàm đến gần, ngồi ở Liễu Vân Yên đối diện một người trên ghế salon. Trở về có gì tốt? buồn tẻ nhàm chán nhàm chán chết cả ngày đối mặt cũng là một đám ham võ như mạng võ si mỗi ngày thấy chính là sư tỷ hảo tiếp đó đủ loại a du nịnh hót ác tâm chết liễu vân yên lúc nói chuyện trên mặt vô ý thức phát ra thần sắc chán ghét nghe vậy lâm hữu phàm không khỏi có chút hiếu kỳ nói đúng nhận biết đã lâu như vậy ta đều không biết ngươi lai lịch cụ thể ngươi nói tông môn là cái gì tông môn ha ha bây giờ mới biết hỏi a liễu vân yên liếc mắt đặt ở trước đó nàng chắc chắn không dám làm càng nhưng bây giờ Lâm Hữu Phàm đã không phải là lúc trước Lâm Hữu Phàm, nàng một cái tay liền có thể tùy tiện bóc chết. Thích nói, Liễu Vân Yên thái độ, để cho Lâm Hữu Phàm có chút khó chịu. Kiến Lâm phù hộ phàm tự hồ tức giận, Liễu Vân Yên lại là tâm tình không hiểu khá hơn. Nàng cười tủm tỉm nói, ta vị trí tông môn gọi thái cực môn, cùng Long Quốc lịch sử lâu đời võ đang có chút liên quan, nhưng không thuộc về võ đạo, bởi vì ta vị trí thái cực môn chủ yếu tu luyện trận pháp cùng với huyền học một loại, liền giống với ta sử dụng thủ đoạn, cũng là lấy trận pháp làm chủ, tại trong trận pháp chiến lực của chúng ta sẽ gấp bội, các loại cảnh giới bên trong, chúng ta thái cực môn đệ tử chưa có địch thủ. Nói đến đây, Liễu Vân Yên lại không khỏi liếc Lâm Hữu Phàm một cái, lập tức nói bổ sung, đương nhiên, ngươi không tính cùng cảnh giới, ngươi là kỳ hoa, là cái khác loại, công pháp của ngươi có chút tà dị, có chút trận pháp cái bóng, nhưng lại so trận pháp tới huyền diệu, hơn nữa hiệu quả càng tốt. Chương 568, ngoài ý muốn tin tức. Nghĩ đến trước đây nàng cùng Lâm Hữu Phàm giao thủ tràn cảnh, Liễu Vân Yên cũng cảm giác không còn gì để nói. Lâm Hữu Phàm công pháp, quá khắc chế nàng tu luyện thái cực môn công pháp. Thái cực môn công pháp tương tự với lấy tự thân là trận nhãn, lấy chân khí bày trận, tại trong phạm vi nhất định, có thể xưng vô địch. Mà Lâm Hữu Phàm công pháp, nói đúng ra, là Lâm Hữu Phàm trước đây sử dụng thủ đoạn, cực kỳ khắc chế nàng tu luyện bày trận công pháp. Nếu là cận chiến, nàng tự tin có thể ngược được Lâm Hữu Phàm. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hữu Phàm thủ đoạn là đánh xa, hơn nữa còn đánh bất ngờ, khó lòng phòng bị, đây cũng là để cho nàng cực kỳ đau đầu. Thái cực môn. Lâm Hữu Phàm nghe nghiêm túc từ xuống núi đến nay, hắn tiếp xúc cũng là phàm trần tục thế. Cho dù tiếp xúc đến một chút tu sĩ võ đạo, cũng phần lớn là không có môn phái tán tu, lại hoặc là tự học thành tài gà mờ. Như Liễu Vân Yên dạng này tông môn đệ tử, cũng là lần đầu tiếp xúc đến. Thuận tiện giảng giải cho ta một chút Long Quốc cảnh nội một chút võ đạo tông môn sao? Ta thật tò mò. Lâm Hữu Phàm nghĩ nghĩ, quyết định từ Liễu Vân Yên nơi này hiểu một chút Long Quốc ẩn thế tông môn tin tức. Ngươi là muốn biết là có phải có tông môn có thể giúp ngươi giải khai trên người ngươi phong cấm a? Liễu Vân Yên tâm tư thông minh, vệ chất lan tâm lập tức thì nhìn xuyên qua lâm hữu phàm ý nghĩ gặp bị liễu vân yên nhìn thấu trong lòng mình tính toán lâm hữu phàm cũng không có phủ nhận mà là thản nhiên gật đầu nói quả thật có phương diện này ý nghĩ nhưng cũng không hẳn vậy ta khuyên ngươi đừng có hy vọng a à. lốt điên liễu vân yên cười đễu nói ba tông bốn phái thập bát môn ta liền không có nghe nói qua có tông môn nào hoặc môn phái hiểu phong tấm chi thuật kim cương tự thuộc về phật giáo phật giáo vốn là phương tây tới ngoại lai giáo phái công pháp của bọn hắn phật pháp vốn là cùng chúng ta bản thổ tu luyện công pháp có sự bất đồng rất lớn nếu quả thật có khả năng cái kia khả năng cao cũng chỉ có thể là ba tông một trong thiên tông thiên tông lâm hữu phàm có chút ngạc nhiên thiên tông danh tự này lâm hữu phàm lần đầu nghe nói nhưng tông môn này tên quả thực có chút bá đạo a lấy thiên làm tên thành lập tông môn hoặc là bản thân có thực lực cực mạnh nội tình cùng hoặc chính là một đám tự đại cuồng nhưng nghe liễu vân yên ngôn ngữ ba tông hẳn là long quốc ẩn thế tông môn môn phái bên trong đứng đầu tồn tại ân, ừ, chính là Thiên Tông." Liễu Vân Yên gật đầu một cái, chợt giải thích nói, "Thiên Tông là Long Quốc ẩn thế tông môn bên trong tối tự phụ, cũng tối tự đại tông môn, mặc dù là ba tông bên trong hạng chót tồn tại, nhưng Thiên Tông thực lực lại là không thể khinh thường, không biết ngươi có từng nghe qua một câu nói, "Thiên hạ công pháp, ra hết Thiên Tông." "Phốc." Nghe nói như thế, Lâm Hữu Phàm lại là nhịn không được bật cười lên. "Thiên hạ công pháp, ra hết Thiên Tông, khôi hài đâu a." À? Lâm Hữu Phàm cười nói. "Chính xác rất khôi hài, nhưng không thể phủ nhận đúng." thiên tông công pháp đúng là ta hiểu biết bên trong, huyền diệu nhất, bọn hắn tu luyện công pháp đối ứng nhân thể ngũ hành, có năm loại loại hình khác nhau thần bí công pháp, tỉ như canh kim bất diệt thể, lại gọi kim cương bất hoại công, còn có ất một trường thọ công, lại gọi ất một tâm pháp, trường sinh quyết, còn có thái thượng ngự hỏa quyết, cùng thủy vân kinh các loại. Liễu Vân Yên vẻ mặt thành thật nói, đừng nhìn thiên tông cuồng vọng, nhưng nhân gia đúng là có cuồng vọng tư bản, tại 200 năm trước, thiên tông ra một vị tuyệt đỉnh cao thủ, một thân thiên tông võ học đăng phong tạo cực, từng khiêu chiến ba tông bốn phái thập bát môn, không một lần bại, được tôn xưng là thiên tông tiểu võ thần. Đoạn thời gian kia, thiên tông một nhà độc quyền, còn lại tông môn thế lực, đều phải tránh né mũi nhọn, thậm chí tại chiêu thu đệ tử trong chuyện này, cũng là thiên tông trước tiên chiêu, có cái gì bí cảnh các loại, cũng đều phải đợi lấy thiên tông buông lời mới có thể tìm kiếm. Nói đến đây, Liễu Vân Yên không khỏi cảm khái nói, chỉ tiếc. Thiên Tông Phong quan cũng liền phong quan cái kia hơn 30 năm, từ lúc Thiên Tông Tiểu Võ Thần sau khi mất tích, Thiên Tông càng ngày càng tệ, cuối cùng trở thành ba tông bên trong hạng chót tồn tại bất quá ta nghe nói thiên tông trước đây ít năm thu một cái thiên phú siêu nhiên nữ đệ tử giống như kêu cái gì vương cái gì vẫn tới nghe nói thiên phú có thể so với năm đó thiên tông tiểu võ thần những năm này thiên tông một mực tại đem hết toàn lực bồi dưỡng trông cậy vào tái tạo ra một cái tiểu võ thần tới đâu vương cái gì vận nghe được hai chữ này lâm hữu phàm lập tức nghĩ đến chính mình tam muội tên dù sao tam muội vừa vặn liền họ vương hơn nữa trong tên còn mang theo vận chữ vương thiển vận lâm hữu phàm tính thăm dò nói ra tam muội tên kết quả liễu vân yên lại là sững sờ chợt kinh ngạc nói, đúng đúng đúng, giống như liền kêu vương thiển vận, ngươi cũng nghe qua nàng sao. Nghe nói nàng nói vạn người không được một âm nhu thể chất, cực kỳ thích hợp tu luyện thiên tông Thủy Vân Kinh, đây chính là Thủy Vân Kinh A. Suy nghĩ một chút đều để người hâm mộ. Sẽ không thật như vậy xảo A. Gặp Liễu Vân Yên vậy mà xác định cái tên này, Lâm Hữu Phàm ngược lại thì có chút không chắc. Nhưng hắn không có đem chính mình ta muội cũng gọi Vương Thiển vận sự tình cáo tri Liễu Vân Yên, mà là thuận thế hỏi, nghe ngươi nói như vậy, Thủy Vân Kinh rất lợi hại không phải là một thủy hệ công pháp mà thôi đi, đến nỗi hâm mộ như vậy sao? Ngươi không hiểu, thiên tông công pháp rất huyền diệu, tỉ như ức một trường thọ công, nghe nói công pháp này tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể đem thọ nguyên tăng thêm đến ngàn năm lâu. Ngàn năm không chết a? À? Gần như trường sinh mà lại. Liễu Vân Yên lại nói, đem so sánh mà nói, Thủy Vân Kinh mặc dù không có nghịch thiên như vậy, nhưng thắng ở có thể dưỡng nhan thẩm mỹ, đem dung mạo dừng lại tại một cái tuổi đoạn, dù là chết già ngày đó, cũng vẫn như cũ giống như đậu khấu thiếu nữ, thanh xuân tịnh lệ. Mặt Khác, thủy vân kinh vẫn là một môn chuyên chú vào trị liệu công pháp đặc thù, nói không chừng liền có thể giải trừ cấm chế trên người ngươi. Thật sự? Nguyên bản nghe được thẩm mỹ a, à, dưỡng nhan cái gì, Lâm Hữu Phàm còn có chút không hứng lắm, có thể nghe được có thể giải trừ trên người mình cấm chế, Lâm Hữu Phàm lập tức động lòng. Ta nói chính là có khả năng, không phải nhất định. Kiến Lâm phù hộ phàm đột nhiên một mặt chờ mong nhìn mình, Liễu Vân Yên không chút khách khí trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Lâm Hữu Phàm trong nháy mắt tắt máy. Mặc kệ được hay không? Nhưng Thiên Tông đúng là ba tông bên trong nội tình thần bí nhất, công pháp huyền diệu nhất tông môn, nếu như là Long Quốc cảnh nội có tông môn có thể phá giải cấm chế trên người ngươi, cái kia Thiên Tông không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất." Liễu Vân Yên phân tích nói. Kiến Lâm phù hộ phàm tự hồ lại giấy lên hy vọng, Liễu Vân Yên đi theo lại nói, "Bất quá ngươi suy nghĩ một chút là được rồi, Thiên Tông không nhận người, ngươi muốn tiến vào Thiên Tông, ít nhất phải 10 năm, 10 năm sau Thiên Tông mới có thể chiêu thu đệ tử." Ta mẹ nó, ngươi có thể hay không một lần nói hết lời? một hồi cho ta hy vọng, một hồi lại dội nước lạnh, làm cái này chuyện thất đức nghiện phải không? Lâm Hữu Phàm tức giận đến thổ huyết. Hắc hắc hắc, cho ngươi tức chết. Làm sao, không phục a? À? Không phục ngươi cũng không triệt, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta, ngươi nếu dám phát cáo, hoặc đối với ta nói năng lỗ mãn, coi chừng ta tại đánh ngươi một chầu. Liễu Vân Yên hắc hắc cười xấu xa. Chẳng biết tại sao, nhìn xem lúc này Liễu Vân Yên, Lâm Hữu Phàm luôn cảm thấy nàng là bị nhà mình ngủ ngồi tống y y làm hư. Vật học theo loài nhân dĩ quần phân, gần son thì đỏ gần mực thì đen cùng tống y y ở chung một đoạn thời gian nhìn xem tống y y xử lý phong cách liễu vân yên tám thành là bị nàng mang lệch hại tính toán dù sao cũng là muội muội mình cho làm hư cái này thua thiệt cũng chỉ có thể rưng rưng ăn lâm hữu phàm tâm bên trong âm thầm nói thầm nhưng nghĩ tới liễu vân yên vừa mới nói những tin tức kia hắn quyết định xong tốt phái người điều tra tìm hiểu một chút không vì cái gì khác liền vì hai điểm một xác định liễu vân yên trong miệng cái kia thiên tông đệ tử thiên tài vương thiển vận có phải hay không chính mình tam muội hai, lẫn vào thiên tông, xem có thể tìm tới hay không giải trừ tự thân phong cấm phương pháp. Chương 569, trời đi giang bắc. Bóng đêm như mực. Một quần áo lam lũ lão hòa thượng xếp bằng ở thối hoắc vòng cầu phía dưới, hắn hai mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng gõ thiếp thân mang theo mỏ. Bỗng nhiên, một chiếc tiểu xe đạp điện từ trên cầu cưỡi đi qua. Nghe được tiếng gõ mỏ, cưỡi xe đạp điện thanh niên đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt vui mừng, cưỡi ra một khoảng cách sau, liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm một trận điện thoại. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ sau, Ba xe mini bút liền đã đến trên cầu, trong xe tải tuôn ra một đám người. Những người này trong tay cầm đủ loại vũ khí, như ông vỡ tổ hướng về vòng cầu phóng đi. Lão đại, lão hòa thượng này vẫn thật là ở đây. Một cái thanh niên hô to một tiếng, ngay sau đó, chính là một hồi ngươi truy ta trốn mèo chuột trò chơi. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới, đào tổ người kia lại là một vị tu vi võ học thẳng tới thần cảnh siêu cấp cường giả. Tại lại một lần trốn qua truy sát sau, trí hiền đại sư tìm một cái âm u xó xỉnh nghỉ dưỡng sức phút chốc, bần tăng khắp nơi thiện chí giúp người không ngờ vậy mà lại luôn lạc tới tình cảnh chuột chạy qua đường người người kêu đánh trí hiền đại sư ngồi xổn trên mặt đất một mặt khổ tâm lúc này một cái tiểu nữ hài vừa vặn đi ngang qua gặp có cái quần áo rách nát lão hòa thượng ngồi sổng ở ven đường thế là thuận thế từ trong túi móc ra một nguyên tiền lập tức liền ném vào trí hiền đại sư trước mặt lão khất cái ta liền một khối tiền đều cho ngươi không cần đói bụng a à. tiểu nữ hài nói xong cười hì hì đi ra lốt điên trí hiền đại sư đầu tiên là sững sờ tiếp lấy chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói người xuất gia cái gì xưng hô đều là phù vân hai ngày chưa ăn cơm còn tốt có vị tiểu cô nương này giúp tiền tương trợ thiện tai thiện tai a à. trí hiền đại sư nhặt lên tiền xu đi tới phụ cận tiệm bánh bao mua cái màng thầu liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn hai ba miếng sau màng thầu liền bị hắn ăn sạch sẽ cứ việc còn không có ăn no nhưng ít ra không phải như vậy đói bụng hắn bình tĩnh lại bắt đầu tính toán trước mặt tình huống hắn nếu là một mực lưu lại gian bắt chỉ sợ còn phải trải qua mỗi ngày trốn đông trốn tây thời gian loại ngày này Hắn một lão hòa thượng tự nhiên là không muốn qua. Việc cấp bách, chỉ có nhanh chóng tìm được cái kia rừng phù hộ phàm, đem hắn mang đi mới là thượng sách. Suy xét một lát sau, Trí Hiền đại sư quyết định chủ ý. Sau đó muốn làm chính là xác định rừng phù hộ phàm trước mắt chỗ đặt chân. Kết quả là, trong đêm khuya, một lão hòa thượng lưu lạc tại mỗi đầu đường, hẻm nhỏ, cũng không lúc hướng người nghe ngóng phải chăng gặp qua một cái 20 tuổi thanh niên, đồng thời nói ra thanh niên tướng mạo cùng với chiều cao. Hôm sau, sáng sớm. Bởi vì là cuối tuần, Tống Lưu Luyến cũng không đi công ty mà là ở nhà ngủ nướng. Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Trừng Phù Hộ Phàm mơ màng tỉnh lại, tiếp thông điện thoại sau, trong điện thoại di động truyền đến thiên cơ các ngành tình báo người phụ trách âm thanh. Các chủ, vừa điều tra biết, Thiên Tông mười mấy năm trước, chính xác thu một cái gọi Vương Cạn vận nữ tử, hơn nữa, căn cứ vào tin tức phán đoán, nữ tử này trước đây từng tại Nam Giang thành phố, có thể là các chủ tam muội. Đúng các chủ, ba ngày sau ẩn thế tông môn có một hồi thiên kiêu tụ hội, đến lúc đó, Vương Cạn vận rất có thể sẽ đại biểu trời tông tham gia. A, à, thiên kiêu tụ hội Đúng vậy, Thiên Kiêu tụ hội là Tam Đại ẩn thế tông môn, cùng với bốn phái, thập bát môn ở giữa một cái offline tụ hội, nói là tụ hội, kỳ thực chính là thông qua tụ hội hình thức, điều tra đối phương tông môn trước mắt đệ tử đắc ý nhất thực lực cùng Thiên Phú. Tụ hội địa điểm có biết ở nơi nào không? Ta có thể tham gia sao? Cái này chỉ sợ rất khó, chúng ta Thiên Cơ các mặc dù ở thế tục bên trong rất có trọng lượng cùng địa vị, nhưng ở ẩn thế tông môn trong mắt còn kém một chút. Nếu là lão tông chủ cùng với trước kia tinh nhuệ còn tại, vậy dĩ nhiên là có thể, nhưng bây giờ tốt, ta hiểu rồi. Đơn giản câu thông qua sau, trừng phù hộ phàm liền đem điện thoại dập máy. Lúc này, tống lưu luyến đã tỉnh lại. Nàng hai tay ôm trừng phù hộ phàm cổ, đem đầu gối lên rừng phù hộ phàm ngực, một bên nghe trừng phù hộ phàm mạnh mẽ mà hữu lực nhịp tim, vừa nói, phù hộ phàm ca ca, ngươi muốn rời đi sao? Có thể muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, bất quá ta rất nhanh liền trở về, ngươi nếu là cảm thấy một người cô đơn, có thể đi Nam Giang thành phố, vân tịch cùng phi huyên ở đó. Trừng phù hộ phàm nhẹ nhàng vuốt ve tống lưu luyến mái tóc, trong lòng ít nhiều có chút không muốn ân tống lưu luyến nhẹ giọng ân một câu lập tức xoay người dựng lên ngồi ở rừng phù hộ phàm trên thân nhìn xem tống lưu luyến cái kia lưu nhân ánh mắt rừng phù hộ phàm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút cười khổ nói lưu luyến muội muội ngươi đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn ép cô ta vì phòng ngừa ngươi rời đi về sau ở bên ngoài làm loạn trước tiên đem ngươi ép cô lại nói như vậy ngươi liền không có tinh lực quyến rũ cái khác nữ hài tử tống lưu luyến vũ mị nở nụ cười lập tức cúi người hôn lên rừng phù hộ phàm bờ môi vào lúc giữa trưa hỗn đảng đã trưa rồi, còn không xuống, cũng không sợ chết ở trên bụng nữ nhân. Trong phòng khách, Liễu Vân khói thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ, một mặt không kiên nhẫn. Buổi sáng, trừng phù hộ phàm gửi tin cho nàng, để cho nàng mang trừng phù hộ phàm cùng nhau tham gia thiên kiêu tụ hội, nàng vui vẻ đáp ứng. Kết quả chờ đợi ròng rã một buổi sáng, đều hơn một giờ trưa, còn không có kiến lâm phù hộ phàm xuống lầu. Xin lỗi xin lỗi, ngủ quên mất rồi. Trừng phù hộ phàm run rẩy đi xuống lầu, một mặt ấy náy nhìn về phía sắc mặt có chút biến thành màu đen liễu vân khói. Lừa gạt quỷ đâu? động tĩnh lớn như vậy, ngươi nói cho ta ngủ quên. Làm sao, lưu luyến một người đang chơi. Liễu Vân Khói không khách khí chút nào phơi bày rừng phù hộ phàm hoang ngôn. Rừng phù hộ phàm lập tức một mặt lúng túng, nhưng cũng không tiện nói gì. Nhanh, lại trì hoãn một hồi, cũng không đuổi kịp xe. Liễu Vân Khói cũng không tiếp tục nói móc rừng phù hộ phàm, mà là nhìn đồng hồ, đứng dậy vội vàng ra bên ngoài ngoài cửa đi. Rừng phù hộ phàm nhanh chóng đi theo, hai người rời đi biệt thự sau, ngăn cản chiếc xe thẳng đến nhà ga. Lúc qua kiểm an, Tống Lưu Luyến kiến Lâm phù hộ phàm thỉnh thoảng ngáp, thế là đảo cặp mắt trắng giả nói, ta nhất định hai tấm nằm mềm, ngươi trước tiên có thể trên xe ngủ một lát, ba giờ rưỡi đường xe đâu. Ân. Ừ. Trừng phù hộ phàm gật đầu một cái. Nhưng hai người bọn họ không có phát hiện chính là, một cái khoác lên màu đen vải rách, giống như tên ăn mày tầm thường lão nhân đang đứng ở nhà ga cửa ra vào. Khi nhìn thấy rừng phù hộ phàm lúc, lão nhân vừa mới chuẩn bị đứng dậy, nhưng mắt thấy chung quanh dân chúng quá nhiều, hắn lại theo nhịn được động thủ xúc động. Ui ui ui, đây là nơi công cộng, không cho phép hành khất, đi một bên. Lúc này, một cái nhà ga nhân viên an ninh tới đem lão nhân đuổi đi. Xe lửa nằm mềm có độc lập rạp nhỏ, một cái bao xương có hai cái giường, Trừng phù hộ phàm sau khi lên xe, liền không kịp chờ đợi bắt đầu bổ sung thể lực. Liễu Vân Khói thì ngồi ở bên giường, tĩnh tâm ngồi xuống, chuẩn bị vì ba ngày sau Thiên Kiêu tụ hội làm chuẩn bị. Cái gọi là Thiên Kiêu tụ hội, chính là các đại môn phái Thiên Kiêu đệ tử một lần dò xét tính giao thủ mà thôi, tụ hội là giả, luận bàn là thực sự. Bất quá, đối với đã tu luyện tới cảnh giới tông sư Liễu Vân Khói mà nói, cho dù là đối đầu ba đại tông môn đệ tử tinh anh, nàng cũng không sợ chút nào. Tiểu Hoa, ngươi nghe ta giảng giải, ta khi đó thật không phải là thành tâm, là cửu ca mang ta đi chơi, ta. Lại nói, ta khi đó cũng không biết ngươi a. À. Ngươi không thể bởi vì trước đó ta tại quán ăn đêm chơi qua, liền. Liền. Nên cái gì liền, ngươi cũng ô uế, đừng đụng ta. Ta cảm thấy ác tâm. Tiểu Hoa, ta sai rồi được sao? Ta có thế thật tốt sao? chúng ta vừa xác định quan hệ, thật vất vả đi ra cùng một chỗ du lịch, hưởng tuần trăng mật, ta không muốn bởi vì chút chuyện này mà. Chút chuyện này. Ha ha, ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ rồi. Ngay tại rừng phù hộ phàm vừa mới ngủ lúc, sát vách nằm mềm trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến một đôi tình lữ tiếng cãi vã. Chương 570, tiểu tình lữ. Bọn hắn tranh cãi rất kịch liệt, bởi vậy âm thanh cũng lớn không thiếu. Rừng phù hộ phàm bị đánh thức, đang tại ngồi xếp bằng vận chuyển chu thiên liễu vân khói cũng bị quấy nhiễu đến. Chán ghét, một điểm lòng công đức cũng không có sao. Liễu Vân khói vạn lông mày, một mặt biểu tình khó chịu. Thanh âm này có chút quen tai a. À? Trừng Phù hộ phàm nghe ngóng, chỉ cảm thấy cái kia tiểu tình lữ âm thanh rất là quen tai. Liễu Vân khói tròng mắt quay tiếp một vòng, bỗng nhiên nói, "Uy, xem như nam nhân, loại thời điểm này, ngươi có phải hay không hẳn là đi qua khuyên một chút, cho bọn hắn đề tỉnh một câu, để cho bọn hắn nói nhỏ chút." "A, à, ngươi vẫn rất thực tế đó a." À? Ta tu vi không có bị phong thời điểm, gọi ta là chủ nhân, lúc này đều trực tiếp hô cho ăn. Trừng Phù hộ phàm im lặng như thế nào ngươi có ý kiến a à? đừng quên ngươi bây giờ chỉ là một cái người bình thường còn dám không nghe lời coi chừng ta đánh ngươi a à? liễu vân khói nói tay phải nắm vào trong hư không một cái chỉ một thoáng một cổ chân khí trực tiếp đem rừng phù hộ phàm từ trên giường kéo xuống rừng phù hộ phàm tức nổ tung nhưng hảo hán không ăn thịt thòi trước mắt nhân gia nắm đấm bây giờ so với hắn lớn hơn nữa hắn còn có việc cầu người thế là chỉ có thể trước tiên nhịn cái này mới ngoan đi kiến lâm phù hộ phàm hiếm thấy không có mạnh miệng liễu vân khói lập tức cười nở hoa hừ tính ngươi thông minh không có mạnh miệng bằng không thì lại có cơ hội đánh ngươi một chầu liễu vân khói trong lòng âm thầm nói thầm rừng phù hộ phàm không có trả lời mà là mang giày vào đi tới sát vách nằm mềm phòng khách hắn gõ cửa một cái thùng thùng lốt điên môn soát mà một chút kéo ra một cái sắc mặt đỏ lên một mặt biệt khuất thiếu niên đứng ở cửa có việc ách các các chủ đại nhân ngài ngài như thế nào tại cái này tiểu tề nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình rừng phù hộ phàm trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nói chuyện đều có chút đập nói lắp ba. Lúc này, một cái nghi người nằm ở trên nằm mềm thiếu nữ cuối người tử, lẩm bẩm nói, cái gì các chủ đại nhân? Lại muốn gạt ta sao? Cái này nói đùa không buồn cười chút nào. Không phải, thật là các chủ a. Tiểu Hoa nhanh chóng tới bái kiến các chủ. Tiểu Tề vội vàng giải thích. Nghe nói như thế, Đường Tiểu Hoa vẫn còn có chút không tin, nàng cảm thấy Tiểu Tề hỗn tiểu tử này là cố ý trêu tức nàng. Nàng vừa đứng dậy, chuẩn bị hung hăng của mắng tiểu tề một trận nhưng làm nhìn thấy một mặt ý cười rừng phù hộ phàm sau nàng lập ma lon ở tiếp lấy nàng gương mặt xinh đẹp bá mà một chút xấu hổ đỏ bừng đồng thời liền vội vàng giải thích các chủ cái kia ta không phải là cố ý đối với ngài bất kính ta không biết ngài đã tới cái kia xin lỗi ha ha không sao không sao rừng phù hộ phàm cười đi vào phòng khách đường tiểu hoa thấy thế nhanh chóng đứng dậy không cần câu nệ như vậy tất cả ngồi đi rừng phù hộ phàm ngồi ở một tấm khác nằm mềm trên giường cười hỏi, các ngươi tại sao sẽ ở cái này? A, à, cái kia. Chúng ta xác định quan hệ, nghĩ ra được du lịch, độ hưởng tuần trăng mật. Tiểu Tề mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là có chút tự hào đạo. Phi, ngươi có thể cần thể diện một chút hay không, loại chuyện này ngươi làm sao có ý tứ cùng các chủ nói. Tiểu Tề tự hào, ngược lại là để cho Đường Tiểu Hoa có chút mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt. A, à, thì ra là thế, vậy chúc mừng a. À. Trừng Phù Hộ phàm cười nói. Các chủ, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải ngài, đây thật là thật trùng hợp. Các chủ ngài đây là muốn đi nơi nào a à? đường tiểu hoa một mặt hưng phấn mà hỏi xem như rừng phù hộ phàm tiểu mê muội nàng nhìn thấy rừng phù hộ phàm cũng cảm giác tâm tình dị thường hảo phía trước náo mâu thuẫn khói mù đều tùy theo quét một cái sạch a à, ta có chút chuyện muốn đi một chuyến sao cầu rừng phù hộ phàm đạo a à. đó cũng quá không đúng dịp chúng ta muốn đi dép thành phố nghe vậy đường tiểu hoa lập tức có chút thất lạc tiểu tề thấy thế lúc này nói chúng ta cũng có thể thay đổi hành trình đi sao cầu a à? nghe nói sao cầu kia suối nước nóng rất nổi danh vừa vặn chúng ta có thể đi ngâm một chút suối nước nóng ăn một chút suối nước nóng trứng lãnh hội một chút sao cầu phong thổ a ngươi xác định đây chính là chính ngươi nói ra a à, ta cũng không có buộc ngươi đường vai hề bên trên lập tức nổi lên vẻ vui thích tiểu tề gãi đầu một cái nói ân là ta nói ra chỉ cần tiểu hoa ngươi vui vẻ ta cái gì tất cả nghe theo ngươi đều tùy ngươi chán ghét các chủ đại nhân còn ở đây đừng nói như vậy để cho người ta không lạ có ý tốt đường tiểu hoa hai tay che mặt có chút xấu hổ gặp người. Cụ cụ, hai người tùy ý, không cần cố kỵ ta. Trừng phù hộ phàm ho khang hai tiếng. Nhìn xem đang yêu cháy bỏng tiểu tề cùng đường tiểu hoa, tâm tình của hắn cũng là một mảnh tốt đẹp. Tiểu tề là thiên phú cực cao, là võ học kỳ tài, duy nhất không đủ, chính là lịch duyệt xã hội quá nhỏ bé, rất dễ dàng bị người mưu hại. Nhưng bây giờ có đường tiểu hoa bồi bên cạnh hắn, trừng phù hộ phàm yên tâm không thiếu. Đường tiểu hoa thiên phú và tu vi võ học không bằng tiểu tề, nhưng nhân gia tinh thần trọng nghĩa bảo tăng, thêm nữa cũng thông minh, Hai người này quả nhiên là trời đất tạo nên, trai tài gái sắc tổ hợp. Vậy cũng không được, các chủ đại nhân, tất nhiên có duyên như vậy, tại cái này đụng phải, vậy ngươi có thể hay không mang theo hai chúng ta a?" À? Đường Tiểu Hoa vội vàng nói. Cảm thấy nói như vậy tự hồ có chút không thích hợp, thế là lại bổ sung, cái kia, tiểu tề gần nhất trên việc tu luyện cũng xuất hiện một vài vấn đề, vừa vặn thuận tiện thỉnh giáo với ngài đâu. "A, à, Tiểu Hoa, ta gần nhất không có." Tiểu Tề không có phản ứng kịp, vừa mới chuẩn bị giảng giải. Nhưng Đường Tiểu Hoa lại là quay đầu khung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, bị Đường Tiểu Hoa trừng một cái như vậy, Tiểu Tề lập tức sửa lời nói, đúng vậy a à các chủ, ta gần nhất tu luyện ra hiện chút vấn đề, ta tự hồ ta sắp sờ đến Tông sư ngưỡng cửa, nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì, hơn nữa gần nhất tu luyện thời điểm, luôn có chút không hiểu không thuận, mong rằng các chủ đại nhân chỉ điểm một hai, hai người làm ta khờ đâu? Nhìn xem hai người kém chất lượng phối hợp, Trừng phù hộ phàm không nói lắc đầu, cụ cụ, các chủ đại nhân, chúng ta cũng là nghĩ đi theo bên người ngài, phụng dưỡng ngài tả hữu mà thôi, ngài nhưng tuyệt đối đừng sinh khí a. À kiến lâm phù hộ phàm nhìn thấu đường tiểu hoa liền bắt đầu tới mềm nàng âm thanh đều trở nên có chút mềm nhu nhưng nàng nói như vậy một bên tiểu tề lại là không thoải mái hắn là cái thẳng nam tính tình cũng là thẳng thắn cái chủng loại kia lúc này liền nói các chủ ngài hãy nói ngài có đáp ứng hay không a à? ngài nếu là đáp ứng đời ta vì ngài liều mạng ngài nếu là không đáp ứng ta liền ngươi liền em gái ngươi a à? như thế nào cùng các chủ người lớn nói chuyện đâu ngứa da thích ăn đòn sao không đợi tiểu tề nói hết lời đường tiểu hoa lại là biến sắc một cái tát trực tiếp vỗ vào tiểu tề trên óc. tiểu hoa ta ta chỉ là muốn nhường ngươi vui vẻ mà thôi ngươi đánh ta làm cái gì a à? tiểu tề lập tức một mặt quỷ khuất được rồi được rồi hai ngươi chớ ồn ào lỗ tai ta đều phải nổ ta đáp ứng các ngươi chính là bất quá các ngươi cũng phải đáp ứng ta trước khi xuống xe tất cả yên lặng cho ta một điểm lại chớ ồn ào trừng phù hộ phàm mặt đen lại nói nói xong ngay tại trong đường tiểu hoa nhảy cẩn hoang hô âm thanh đứng dậy về tới chính mình nằm mềm phòng khách hắn sở dĩ đáp ứng mang lên tiểu tề cùng đường tiểu hoa, đây cũng không phải bởi vì nhất thời xúc động, mà là suy nghĩ chính mình trước mắt trạng thái thật không tốt, gặp phải chuyện phiền toái, tìm liễu vân khói hỗ trợ a, à, cô gái nhỏ này rất có thể sẽ cự tuyệt, thậm chí còn có thể để cho hắn ăn quả đắng. cùng dạng này, không bằng mang lên tiểu tề cùng đường tiểu hoa, đường tiểu hoa mặc dù cảnh giới không cao, nhưng giá trị vũ lực còn miễn cưỡng, tiểu tề tới gần tông sư, làm cận vệ cái gì, dư xài. có hai người ở bên người, an toàn của hắn hẳn là không có vấn đề gì.